Cảm ơn Chúa. Chúng tôi biết ơn Chúa vì sự dâng hiến thời giờ, khả năng của quý ông bà anh chị em, của các con cái Chúa thuộc về BBC tới đây, đã phục vụ ở trong đội tuyển của BBC Houston, phục vụ ở trong những ngày của đại hội. Chúng ta chọn chữ đội tuyển ở tại đây như là hình ảnh của những cầu thủ giỏi nhất từ các đội của mình được tuyển vào ở trong đội của quốc gia để có thể đóng góp cái phần mà mình có được, cái khả năng mà mình có được, làm cho đội tuyển, tuyển thủ của quốc gia trở nên phong phú hơn với những tài năng của họ. Cảm ơn Chúa vì Chúa nghe ban cho anh chị em những khả năng để chúng ta có thể đóng góp vào công việc của Chúa. Biết ơn quý ông bà anh chị em Hội Thánh đã đầu tư và phục vụ ở trong đại hội. Từ A cho đến Z, anh chị em đã làm việc một cách rất là đặc biệt. Tất cả các diễn giả, những người tham dự, cũng như luôn cả những công ty mà chúng ta nhờ họ đến để giúp cho chúng ta trong các phần phục vụ, những cái service của họ, họ đều có một cái lời để bày tỏ khích lệ chúng ta. Đó là công việc phục vụ của anh chị em ở trong cái mức hoàn hảo đó, excellent đó, thì Chúa Ngài đã ban phước ở trên đời sống của họ. Họ ra về đã đồn rao về sinh hoạt của chúng ta ở tại đây. Và tôi tin rằng trong những ngày sắp đến sẽ có rất nhiều người nữa được thu hút đến để sinh hoạt với Hội Thánh. Vì chúng ta đã cậy ơn Chúa và trong sự sức giàu của Ngài tổ chức cái đại hội mà anh em của chúng ta, người Việt, họ không tìm thấy ở một nơi nào khác. Có một số các mục sư mà chúng tôi đã gặp gỡ và đã qua chức vụ của chúng tôi, họ đã nhận được báp-têm Đức Thánh Linh, lúc bấy giờ chỉ là tín hữu, bây giờ đã là mục sư. Thì chúng tôi gián đoạn không gặp nhau và có cơ hội để tâm sự. Thì cảm ơn Chúa, nói rằng tôi đã đi nhiều hội đồng, tôi đã đi nhiều đại hội, nhưng mà chưa bao giờ tôi kinh nghiệm được mức độ của sự hiện diện của Chúa và phước hạnh như đại hội Phục Hưng. Tôi cảm ơn Chúa vì điều đó. Và những người Mỹ vào để tham dự và nghe chương trình giảng của mục sư Joshua Chow, chúng ta biết bài giảng đó hôm nay đã hơn 8.800 người đã vào xem. Và những cái lời họ làm chứng, họ nói lên rằng họ không biết là ở trên thế giới này có một Hội Thánh Việt Nam như vậy. Và họ hiệp lòng với chúng ta để cầu nguyện Chúa, Ngài sẽ tiếp tục sử dụng chúng ta một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài, như lời tiên tri mà tôi nhận nhiều năm trước, Chúa vén màn và giới thiệu chúng ta cho nước Mỹ này và thế giới. Thì cảm ơn Chúa, qua kỳ đại hội này chúng ta lại được những lời xác nhận đó, Chúa sẽ dùng chúng ta để làm nguồn phước cho đất nước này và cho nhiều quốc gia. Khi Chúa Ngài sử dụng chúng ta để có những chương trình truyền giảng ngoài trời, có thể lên đến 50.000, 100.000 người. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã từng cầu nguyện tất cả các sân vận động của Việt Nam được cất cho bóng đá của giải SEA Games, tức là Southeast Asia. Và chúng ta xin rằng Chúa Ngài sẽ dùng những địa điểm đó, sẽ làm những nơi để giảng tin lành của Chúa trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa vì chúng ta tin rằng Ngài đó rất gần với chúng ta. Chúa Ngài đang làm những việc rất là kỳ diệu. Cho nên một lần nữa xin cảm ơn tất cả con cái của Chúa, từ trong ban cầu nguyện cho đến ban phục vụ trong thời giờ phụng vụ, đến những tiếng nói của anh chị em. Năm nay thì tôi em thấy rất là được khích lệ khi thấy những người thông báo thì những cái tài năng được khám phá ở trong lần này làm cho chúng tôi rất là ngạc nhiên. Cô Thiên Ân, rồi con của anh chị Hiếu Nguyên. Tôi không ngờ là cháu có một cái khả năng để có thể nói và ghi âm một cách hết sức là tốt đẹp như vậy. Vậy thôi tôi nhắc cái điều đó thì anh Hiếu nói mục sư không biết là nó khi ở Hội Thánh bên California, nó diễn kịch rất hay. Mà nó diễn kịch là cả Hội Thánh khóc hết.
nó muốn cười thì có thể làm cho hội thánh cười, mà nó diễn cái cảnh mà khóc đó, thì tất cả đều khóc hết. Chúng ta cảm ơn Chúa vì kho tàng dấu kín mà chúng ta vừa mới khám phá được, và nhiều nhiều câu chuyện như vậy đang diễn ra. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì khải tượng mà Chúa cho chúng ta yêu Chúa, yêu người, khám phá mục đích để chúng ta cùng nhau thay đổi thế giới này đang diễn ra trước mắt chúng ta. Và Đức Chúa Trời làm việc với những người bằng lòng dâng đời sống của mình ở trong tay của Ngài, và Chúa Ngài đang sử dụng một cách rất đặc biệt. Nên cảm ơn Chúa. Thay mặt cho những người về tham dự đại hội, họ nhờ chúng tôi cảm ơn quý bạn chị em vì sự phục vụ của bạn chị em đã đem lại khích lệ cho họ rất nhiều. Một toán ở tại Seattle, họ nói rằng: Mục sư Khánh, tôi đi tham dự hầu hết các đại hội và tôi cảm ơn Chúa vì mỗi lần tôi đến đều được khích lệ bởi sự phục vụ của anh chị em. Và qua cái môi trường mà chúng ta phục vụ một cách tốt đẹp như vậy, tổ chức một cách tốt đẹp như vậy, thì người ta có thể nghe được lời của Chúa, nhận được những phước hạnh từ nơi Chúa ban cho. Và nhiều cuộc đời đã được biến đổi, đã có những chức vụ hết sức là đặc biệt mà chúng ta cảm ơn Chúa vì nhờ vào trong cái môi trường của Đại hội Phục Hưng ở tại Houston tại đây mà nhiều cuộc đời đã được phước. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Mình xin Chúa cứ tiếp tục ban ơn, bổ sức lại cho anh chị em và sử dụng anh chị em một cách lớn lao hơn cho công việc của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ một cái sứ điệp cuối cho chủ đề mà chúng ta đi chung với đại hội năm nay. Đó là hãy vùng dậy. Hãy vùng dậy. Tôi buổi sáng hôm nay mời anh chị em chúng ta sẽ cùng suy nghĩ ở trong một cái đề tài mà tôi tin rằng tất cả chúng ta cần phải nắm bắt. Và tôi cầu nguyện rằng cuối giờ giảng luôn chúng ta sẽ amen với chủ đề này, của đề tài này, và chúng ta sẽ làm một quyết định. Đó là tôi sẽ vùng dậy và tỏa sáng ra. Tôi sẽ vùng dậy và tỏa sáng ra. I will arise and shine. Vì chúng ta biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là tất cả con cái của Ngài đều vươn lên một tầm cao lớn hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, và thể hiện mục đích và vinh quang của Ngài để thu hút nhiều người khác đến với vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Ngài không làm cái công việc vùng lên cho chúng ta. Ngài tiếp trợ cho chúng ta những gì cần thiết. Ngài chiếu sáng trên chúng ta, vinh quang của Ngài mọc lên trên chúng ta. Nhưng Chúa không làm công việc vùng dậy cho chúng ta. Và việc đó chúng ta phải làm. Chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã học suốt ở trong tháng qua. Esai 60 từ câu 1 cho đến câu số 5. Hãy đứng lên, hay là hãy vùng dậy và tỏa sáng ra. Vì ánh sáng ngươi đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi. Này bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù che phủ các dân. Nhưng Đức Giê-hô-va chiếu sáng trên ngươi, vinh quang Ngài hiện ra trên ngươi. Các nước sẽ tìm đến ánh sáng ngươi, các vua sẽ hướng về ánh bình minh rực rỡ của ngươi. Hãy ngước mắt lên nhìn chung quanh, tất cả họ hợp lại nhau kéo đến ngươi. Các con trai ngươi sẽ đến từ nơi xa, các con gái ngươi sẽ được bồng ẩm bên hông. Bây giờ ngươi sẽ thấy và được rạng rỡ, lòng ngươi vừa run sợ vừa rộng mở. Vì sự phong phú của biển cả sẽ đổ về ngươi, sự giàu có của các nước sẽ đến với ngươi. Cảm ơn Chúa. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này có nhất là 4 điều hiển nhiên mà chúng ta phải xem xét. Đó là có một mạng lệnh để vùng dậy và sau đó tỏa sáng ra. Thứ hai là có một sự cung ứng lạ lùng từ nơi Đức Chúa Trời cho sự vùng dậy và tỏa sáng của chúng ta. Thứ ba, chúng ta thấy rằng có một mục đích cho sự vùng dậy và tỏa sáng của chúng ta. Và thứ tư, chúng ta thấy có những lời tiên tri xung quanh sự vùng dậy và tỏa sáng mà chỉ có thể xảy ra khi chúng ta vùng dậy và tỏa sáng ra. Cho nên buổi trưa hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta mở lòng và chúng ta đón nhận lời của Chúa. Sau đó chúng ta làm cái quyết định. Và tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đang chờ để thấy những gì mà Chúa đã sai các đầy tớ của Chúa tiên tri ở trên hội thánh. Ở tại đây VBC Houston và tất cả các hội thánh đã về tham dự.
nó dựa trên một cái điều rất là quan trọng. Vì tất cả các lời tiên tri không tự động xảy ra, nhưng người nhận phải đón nhận. Cái nguyên tắc đó chúng tôi học được. Có những lời tiên tri công bố ở trên đời sống của tôi, thì tôi phải thưa với Chúa rằng: Chúa, con nhận lời này. Khi tôi cảm nhận có một sự xác nhận của Đức Thánh Linh đây là đến từ Chúa, thì tôi phải làm cái công việc là đáp ứng lại. Còn không, lời tiên tri đó sẽ không xảy ra. Vì Chúa Ngài báo cho chúng ta biết điều Ngài toan định làm, nhưng nếu chúng ta chê, chúng ta không nhận, thì Chúa sẽ đem đi chỗ khác. Chúng ta nhớ như vậy. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ cái nguyên tắc này. Khi chúng ta nghe một lời tiên tri, chúng ta phải thưa với Chúa rằng là: Chúa, con nhận lời tiên tri này. Thì việc mới bắt đầu lăn bánh cho chúng ta. Có những việc mà chúng ta phải làm sau đó, nhưng mà bắt đầu bằng cái việc là chúng ta đón nhận. Mà nói với Chúa rằng: con nhận lời này, con nhận lời tiên tri này. Rồi chúng ta cất giữ, ôm ấp cái lời tiên tri đó và quan sát xem Chúa Ngài làm cho nó ứng nghiệm như thế nào. Nghe, nhận và theo dõi xem Chúa làm như thế nào. Tại sao? Vì khi việc được ứng nghiệm, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại để chúng ta tạ ơn Chúa. Vì Chúa Ngài đã định tương lai của chúng ta, thiên mệnh của chúng ta qua những lời mà Ngài bày tỏ cho đời sống của chúng ta. Thứ nhất chúng ta cùng suy nghĩ ngày hôm nay, đó là mệnh lệnh để vùng dậy và tỏa sáng. Có một mệnh lệnh thiêng liêng cho anh chị em buổi sáng hôm nay, để vùng dậy và sau đó tỏa sáng ra. Đức Chúa Trời không bao giờ hài lòng khi con cái của Ngài trì trệ và không tiến bộ trong mọi mặt của đời sống, từ thể lý của chúng ta, thân thể của chúng ta. Chúa muốn chúng ta cứ tăng trưởng. Chúng ta sanh ra là một bé sơ sinh, nhưng chúng ta không thể làm bé sơ sinh suốt cuộc đời được, mà phải tăng trưởng. Ban đầu chúng ta thấy cái dấu hiệu đầu tiên đó là lật được. Lật xong rồi trường, rồi bò, rồi đứng chững, rồi đứng lên và đi. Đi rồi xong rồi tăng trưởng, phát triển để có thể chạy được. Ban đầu là một em bé, nhưng mà phải tăng trưởng lên để trở nên một người trưởng thành. Bất cứ chỗ nào chúng ta dừng lại trong tiến trình đó là Chúa Ngài không đẹp lòng. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Mới sanh vào trong vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta liền con đỏ thuộc linh. Nhưng mà lời của Chúa bảo chúng ta hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, để linh hồn của chúng ta thật sự được cứu. Tâm linh của chúng ta được cứu tức khắc. Nhưng mà linh hồn chúng ta, lý trí, ý chí và tình cảm của chúng ta đó, nó cần phải được lời của Chúa nuôi dưỡng nó để nó lớn lên. Để nó từ chối những điều của đời này và đón nhận những điều của Chúa. Thay đổi tâm trí của mình để có một tâm trí của Đấng Christ. Tất cả điều đó phải xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta không chỉ là trẻ con nữa, nhưng mà trưởng thành để trở nên những con trai của Đức Chúa Trời. Không chỗ chúng ta nhờ cậy sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhưng mà đến lúc chúng ta đứng dậy để chúng ta phục vụ những người xung quanh. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta có được ở trong đời sống của chúng ta. Và tất cả điều đó nhằm mục đích để thế nhân sẽ nhận được phước của Chúa xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Tin lành của rọi của Chúa sẽ đến với họ qua cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mỗi cá nhân của chúng ta là vươn lên và tiến bộ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy xem những tình huống, những câu chuyện ở trong Kinh Thánh để chúng ta thấy cái tình trạng trước khi Chúa bảo hãy đứng dậy, hãy vùng dậy, hãy trỗi dậy. Và xin Chúa cho để khi chúng ta thấy cái câu chuyện nào nó liên quan đến chúng ta đón nhận và nói rằng còn quyết định sẽ vùng dậy từ chỗ đó. Thứ nhất là trong tư thế xuống dốc. Ở trong Mi-chê chương 7 câu số 8 chép: kẻ thù tôi, hỡi kẻ thù tôi, chớ vui mừng vì tôi. Dù bị ngã, tôi sẽ trỗi dậy. Dù ngồi trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi. Ở đây chúng ta thấy lời tiên tri của Mi-chê nói, chúng ta thấy đây: hỡi kẻ thù của tôi, chớ vui mừng vì tôi ngã, vì tôi ngồi trong bóng tối, vì biết rằng dù tôi bị ngã, tôi sẽ trỗi dậy. Cảm ơn Chúa.
Tôi cảm nhận có một số anh chị em, chúng ta vấp ngã một điều gì đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cay đắng với một điều gì đó trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta tuột mất ơn của Chúa. Phước hạnh của Chúa gì dành cho chúng ta, bây giờ chúng ta thấy dường như nó rời khỏi tầm tay của chúng ta, nó quá tầm tay của chúng ta. Chúng ta thấy phước của Chúa trước mặt đó, nhưng mà chúng ta không vào được. Xin Chúa cho để chúng ta từ trong cái tư thế xuống dốc đó có một sự phục hưng. Chúa làm cho chúng ta sống lại, mà bắt đầu bằng việc chúng ta sẽ trỗi dậy. Amen anh chị em. Hầu cho chúng ta không ngồi một chỗ nữa. Dù ngồi ở trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi. Cảm ơn Chúa. Có thể chúng ta rơi vào tội lỗi, chúng ta làm những cái lỗi lầm trong đời sống của mình, hoặc là chúng ta thất bại trong đời sống. Dù trường hợp nào thì Đức Chúa Trời cũng sẵn sàng để kéo chúng ta ra khỏi những vị trí đó, vì nó chỉ là tạm thời. Nếu chúng ta quyết định trỗi dậy thì nó chỉ là tạm thời. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta ở trong đó luôn. Một lần thất bại không phải là một con người thất bại. Chính chúng ta sẽ quyết định mình là con người thất bại hay là đó chỉ là một lần thất bại. Nhưng mà thất bại là mẹ của thành công nếu chúng ta biết trỗi dậy. Amen anh chị em. Có những khó khăn chúng ta trải qua trong đời sống của mình, có những lúc chúng ta dù ngồi trong bóng tối, Chúa vẫn là ánh sáng của chúng ta khi chúng ta quyết định chúng ta trỗi dậy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta thấy trong hoàn cảnh của chết khô, như phần Kinh Thánh Ê-xê-chiên chương 37 câu số 10. Chúa dắt tiên tri của Chúa vào một trong một trũng, ở tại đó là đầy những cái hài cốt khô, tức là những người chết mà bây giờ thịt đã rã rồi, bây giờ chỉ còn lại xương, mà xương trải qua dưới ánh nắng của Trung Đông, mà chúng ta thấy trải qua một thời gian dài như vậy thì nó khô, rất là khô. Ê-xê-chiên chương 37 câu 10 cho chúng ta thấy Chúa ngài dắt tiên tri của Chúa vào trong trũng hài cốt khô đó, và Chúa hỏi về chớ những hài cốt khô này có thể sống được không. Ông trả lời là Chúa biết, vì Chúa ngài có kế hoạch, ngài có khả năng để làm cho những gì đã chết mà nó chết khô rồi đó, nó có thể sống lại. Và Chúa chỉ cho tiên tri của Chúa làm việc. Và những nguyên tắc này chúng ta có thể thấy tại đây. Vậy tôi nói tiên tri như ngài đã phán dặn, và hơi thở đi vào trong chúng. Chúng ta để ý tại đây, chúng sống và đứng dậy hay là vùng lên ở trên chân của mình, hợp thành một đạo quân rất lớn. Hai hình ảnh mà chúng ta thấy khác nhau hoàn toàn. Một cái trũng, một cái valley, một cái thung lũng mà nó như là một cái mồ chôn tập thể đó, đầy những hài cốt khô. Những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng mình nhìn mình đã thấy gớm rồi, mình nhìn mình đã thấy không có cái sự sống trong đó, nhưng mà cái bức ảnh phía sau đó nó trở nên một đạo quân lớn, là một hình ảnh rất là khác nhau. Đạo quân thì nó có trật tự, nó có cái hàng ngũ và nó làm việc một cách nhịp nhàng. Vì một đạo quân lớn thì phải có những cái nguyên tắc để có thể làm việc một cách nhịp nhàng với nhau được. Còn những bộ xương khô rời rã khúc, không biết là cái xương ống này của cái người nào. Có thể là nó rã ra rồi, những cái sự biến động nó có thể làm cho xương của người này, xương ống của người này, xương ống chân của này nó nằm ở trên đầu của sọ của cái người bên kia. Nhưng mà chúng ta thấy khi Chúa ngài sai tiên tri Israel bắt đầu tiên tri như ngài đã phán dặn, hơi thở đi vào chúng, thì chúng ta thấy đang có một sự khác biệt. Đức Chúa Trời có kế hoạch để nâng chúng ta lên khỏi tình trạng chết thuộc linh, và bất kỳ những vật gì đã chết ở trong thân thể hoặc sự sống của chúng ta đều có thể được sống lại nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu anh chị em có những ước mơ, những ước mơ của chúng tôi trong nhiều năm, và tôi nhớ khi mẹ của anh Nguyễn Thành Đức còn sống, cụ Thi nói rằng: mục sư ơi, ước gì hội thánh của chúng ta có một cái viện dưỡng lão. Tôi là người đầu tiên xin được ở trong cái khu đó. Tôi rằng phải, chúng ta phải có. Và chúng tôi thảo luận về việc đó. Nhưng mà rồi những thăng trầm ở trong chức vụ cũng như hội thánh của Chúa, có những người không nắm bắt được những cái khải tượng của hội thánh, cho nên Đức Chúa Trời đã dời họ đi.
để rồi Ngài đem những người có cùng một khải tượng để đến để cùng làm việc với chúng ta trong những ngày sắp đến. Và như lời tiên tri rằng Chúa Ngài sẽ sai chính quyền của thành phố đến và cho đất chúng ta để chúng ta sẽ cấp những khu như vậy. Ước mơ của tôi là có một cái trung tâm gọi là trung tâm cao niên để chúng ta giữ những người lớn tuổi ở trong Ngài. Đối với người Việt Nam của chúng ta thì chúng ta khác hơn người Mỹ. Người Mỹ cha mẹ của họ lớn tuổi, họ có thể cho vào trong viện dưỡng lão mà lương tâm của họ không có căng rứt. Bởi vì như vậy họ đã tổ chức những cái viện dưỡng lão này cho trường hợp như vậy. Họ có thể thương cha mẹ của họ, nhưng mà họ không có khả năng để có thể giữ cha mẹ ở nhà vì họ phải đi làm. Cho nên người ta tổ chức ra các viện dưỡng lão. Nhưng đối với người Việt Nam chúng ta thì nhu cầu của chúng ta nó khác. Người Việt Nam của chúng ta đem gửi cha mẹ vào trong viện dưỡng lão, chúng ta không nỡ lòng. Vì người Việt của chúng ta có quan niệm mình lớn tuổi mà không có con cháu nó chăm sóc mình đó là vô phước, phải không? Còn con cái mà không lo được cha mẹ tuổi già thì mình thấy là mình bất hiếu. Vì Chúa cho chúng tôi có khải tượng, đó là chúng ta sẽ tổ chức một trung tâm để những người con muốn cha mẹ vẫn tiếp tục ở trong nhà của mình, không ở trong viện dưỡng lão, nhưng có một tổ chức, có một nơi để khi họ đi làm đó thì đem các cụ đến gửi cái chỗ đó. Rồi xong rồi chiều trên đường họ đi làm về, họ rước các cụ về nhà để ở với họ qua đêm. Bởi vì trong lúc đi làm mà để các cụ ở nhà bắt đầu lẫn đó, thì nấu nước, nấu nước để cho nên nó sôi, nó cạn luôn, nó cháy cái son cho cái nồi, có thể gây hỏa hoạn. Muốn chăm sóc mẹ cha của mình lắm nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Nhưng mà nếu có một trung tâm như vậy thì là tuyệt vời. Amen anh chị em. Và Chúa Ngài đã làm cho nó sống lại ở trong kỳ đại hội này. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đã có lời tiên tri và chúng ta cũng sẽ nói với gió. Gió bắc, hãy thổi để những cái của báo giấu kín ở trong nơi bóng tối. Có những sự tiếp trợ về tài nguyên sẽ đến và chúng ta sẽ thực hiện những ước mơ của chúng ta. Và nhiều điều khác nữa. Trong kỳ đại hội vừa qua, Chúa làm cho nó sống lại ở trong tôi những ước mơ. Như khi nãy tôi nhắc, chúng ta đã từng kiêng ăn cầu nguyện khi chúng ta nghe những sân vận động tại Việt Nam được cất lên. Anh chị em còn nhớ những ngày đó chúng ta cầu nguyện lại Chúa, họ xây dựng những cái sân bóng đá này cho giải SEA Games. Nhưng mà chúng con xin rằng Đức Chúa Trời của chúng con là đấng thấy hết tất cả mọi sự, và chúng con xin Chúa Ngài ban phước để chúng con đón nhận, và chúng con công bố rằng đó cũng sẽ là nơi mà chúng con sẽ giảng tin lành của Chúa trên đất nước Việt Nam của chúng con. Đức Chúa Trời thấy điều đó, ước mơ của chúng ta, của hội thánh của chúng ta. Và chúng ta đã nghe lời tiên tri, Chúa Ngài sức giàu và ban ơn để chức vụ của chúng tôi, của chúng ta ở tại đây như của Reinhard Bonnke. Chúng ta sẽ đem những cuộc truyền giảng ngoài trời đi khắp các nước, và dĩ nhiên là quê nhà của chúng ta. Amen anh chị em. Và chúng ta còn nhớ là tôi tới của Chúa nói rằng có thể mục sư không hiểu nó sẽ xảy ra cách nào, nhưng mà nhớ một điều, Đức Chúa Trời Ngài toàn định làm thì Ngài sẽ, chính Ngài sẽ làm công việc đó. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm việc. Và một cái sứ điệp khác được nhắc đi nhắc lại trong suốt kỳ đại hội của chúng ta, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước để VBC Hiếu Sinh của chúng ta sẽ có những con người thành công ở trong đời sống doanh nghiệp của mình. Doanh nghiệp của mình sẽ lớn lao mở rộng ra để chính chúng ta sẽ tài trợ cho việc giảng tin lành. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi tin cái điều đó cho hội thánh của Chúa. Và tôi tin rằng sau buổi giảng luận ngày hôm nay, tôi sẽ gọi những con người đó, những người thấy được rằng lạy Chúa xin ban phước cho con về tài chánh để con sẽ tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời Ngài tìm thấy những tấm lòng chân thật và Ngài tin được khi Ngài đổ tiền xuống, chúng ta không trở nên hư hỏng.
Giám mục Theodore Bismarck có nói với chúng ta, đó là khi chúng ta nhận được, chúng ta không có chạy xe mà ông dùng chữ loud. Không phải là chúng ta chạy xe có cái bô lớn, lớn tiếng, nhưng mà loud ta để có thể là đắt tiền hào nhoáng. Ông cũng nói rằng đừng mặc quần áo mà nó sặc sỡ đắt tiền. Tất cả điều đó Chúa cho chúng ta hưởng, nhưng mà mục tiêu của việc mà Chúa ngày ban phước cho chúng ta về tài chánh đó, để nhằm mục đích là chúng ta đẩy mạnh công việc của Chúa. Khi chúng ta có tấm lòng, tôi đã giảng điều này với anh chị em, khi chúng ta có tấm lòng với vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta gieo ra những hạt giống ân tình, thì Đức Chúa Trời ngài sẽ cứ tiếp tục đông đầy đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ làm nguồn phước. Amen anh chị em. Và cái phước lớn nhất mà chúng ta có thể đem đến cho một cuộc đời đó, thì chúng ta đem tin lành cứu rỗi của Chúa đến cho họ. Amen anh chị em. Cho nên chúng tôi công bố nhân danh Đức Chúa Jesus Christ theo như lời Chúa phán với tiên tri Israel. Tôi nói tiên tri rằng hơi thở của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đến trên anh chị em và làm sống lại tất cả những gì đã từng chết ở trong thân thể của anh chị em, trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thứ ba, chúng ta thấy một tình trạng, một tình huống bối rối, không biết hướng đi. Có một chương chính của số 6: nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ bảo cho ngươi mọi điều phải làm. Đây là con người đã bắt bớ hội thánh của Chúa, tàn hại hội thánh của Chúa. Chúa hiện ra với ông trên đường ông đi để bắt bớ hội thánh của Chúa. Chúa bắt phục ông. Ánh sáng chiếu lên trên ông, tiếng phán từ trời đến với ông. Và tiếng phán đó hỏi: Sao lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông ngạc nhiên mà hỏi Chúa là ai? Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Ông tưởng ông bắt bớ hội thánh của Chúa Giê-xu, nhưng mà ông không ngờ là ông bắt bớ chính Chúa. Ông tưởng ông phục vụ Đức Giê-hô-va ở trong Cựu Ước, nhưng mà ông không biết rằng ông đang bắt bớ Giê-hô-va hiện thân, vì chữ Giê-xu là Giê-hô-va cứu. Chúa bắt phục ông. Ánh sáng chiếu xuống ở trên ông, ông té xuống ngựa, mắt ông mù đi. Và lệnh của Chúa là hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ bảo ngươi mọi điều phải làm. Có đôi khi chúng ta sẽ bối rối, không biết phải làm gì hoặc bước đi một cách đúng đắn. Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta ngày hôm nay rằng hãy vùng dậy từ tình trạng bối rối, mất hướng của mình. Tôi cảm nhận điều đó. Có những người mà tôi tin rằng anh chị em biết mình đi nhà thờ để làm gì nữa. Trước đây mình có hướng đi, mình có khải tượng. Ngày hôm nay mình đi nhà thờ như là mình đi cho có mặt, đi để gặp những người mà mình thân quen, chứ không còn thấy mình đến nhà của Chúa để ăn nuốt lời của Chúa, được nuôi dưỡng để mình khỏe mạnh, mình nhận được khải tượng tươi mới từ nơi Chúa, mình ra về làm nguồn phước cho những người xung quanh. Xin Chúa cho chúng ta vùng dậy từ cái chỗ là chúng ta thấy hình dung ông Sao-lơ, sau này được đổi tên là Phao-lô đó. Mắt của ông mù, ông không thấy đường. Nhưng Chúa bảo hãy vùng dậy, đi vào trong thành, tại đó người ta sẽ nói cho người biết mọi điều phải làm. Ma quỷ muốn giữ chúng ta ở trong tình trạng bối rối, mất hướng đi. Bởi vì một linh hồn bối rối là một linh hồn bị bắt giữ. Nhưng Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta hãy vùng dậy. Con ơi, hãy vùng dậy và tỏa sáng ra. Khi chúng ta quyết định đứng dậy, Đức Chúa Trời ngài sẽ làm việc trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, chúng ta thấy ở trong tình huống ngồi nhàn rỗi, ngồi một chỗ. Công vụ chương 9 câu 10 đến 17. Lúc ấy tại thành Đa-mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán với ông trong một khải tượng rằng: hỡi Anania, ông thưa lại Chúa, có con đây. Chúa phán hãy đứng dậy. Chúng ta thấy một lần nữa từ vùng dậy, hãy đứng dậy. Đi đến nhà Giuđa ở đường gọi là Ngai Thẳng, tìm một người tên là Sao-lơ quê Tạc Sơ, kìa người ấy đang cầu nguyện. Câu 12 là câu mà tôi rất thích: và trong khải tượng đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để được sáng mắt lại. Tình huống thứ ba mà tôi mới vừa chia sẻ với anh chị em, ông Sao-lơ đó, ông vào trong thành như Chúa ngài hướng dẫn. Và trong lúc ông cầu nguyện thì ông thấy có một người tên là Anania đến đặt tay trên mình. Trong khi đó Anania chưa được sai đi. Bây giờ chúng ta mới thấy Chúa hiện ra với Anania và sai phái ông.
Anani thưa, lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói người này đã làm hại biết bao thánh đồ của Ngài ở tại Jerusalem. Bây giờ người ấy ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả quỷ thác để bắt trói tất cả mọi người cầu khẩn danh của Ngài. Ông nói, Chúa sai con đi vào chỗ chết à? Cái người mà Chúa Ngài sai con đến gặp ổng, ổng là người đang đi tìm con để bắt con. Anh chị em ở trong một cái thái độ, chúng ta ngồi rồi, ăn không ngồi rồi trong nhà của Chúa, chúng ta sợ nguy hiểm, chúng ta sợ Chúa sai con đến gặp người khác, Chúa bảo hãy nói, mà con có cái gì để nói, con biết cái gì để nói. Đức Chúa Trời Ngài sai phái, Ngài sẽ đặt sứ điệp, Ngài sai phái, Ngài sẽ yểm trợ chúng ta. Khi Ngài sai phái chúng ta, có nghĩa là Ngài có chương trình cho chúng ta rồi. Đừng sợ, hãy đảm bảo chúng ta nghe được tiếng phán của Chúa, vâng lời tức khắc. Đức Chúa Trời Ngài sẽ yểm trợ chúng ta luôn cả trong những việc siêu nhiên. Chúng ta thấy mục sư Joshua Chao đã chia sẻ, ông đang ở tại Do Thái, Chúa bảo phải qua Syria. Chỗ đó có một cái bọn khủng bố, nó đang bắt giữ những người của Liên Hiệp Quốc, của United Nations. Họ sắp sửa để chặt đầu những người đó. Vì Chúa bảo ông đi qua bên đó. Đến nơi Chúa bảo hãy công bố và tiên tri lời của Ngài vào trong hoàn cảnh đó, để cái linh của khủng bố nó sẽ không hoạt động. Những người xung quanh nói rằng ông điên rồi, ông đi qua bên đó, có cái gì nguy hiểm, ráng chịu nha, đừng đổ thừa chúng tôi. Với Đức Chúa Trời Ngài sai đi thì Ngài cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Ngài sai phái chúng ta, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cách để làm. Và Anania ở đây, ông nghe Chúa phán trong câu số 15, nhưng Chúa phán, hãy đi vì ta đã chọn người này làm một công cụ cho ta, để đem danh ta đến cho các dân ngoài, các vua và cho con dân Israel. Ta lại sẽ cho người ấy biết phải chịu khổ vì danh ta đến mực nào. Câu số 17, Anania đi. Ông bước vào nhà, rồi đặt tay trên Sauler và nói, hỡi anh Sauler, Chúa là Đức Giê-xu đã hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến để anh được sáng mắt lại và được đầy dậy Đức Thánh Linh. Một hoàn cảnh ngồi trong sự lo sợ. Vì lúc đó hội thánh của Chúa đang bị Sauler lùng bắt. Nhưng mà Chúa Ngài gọi để ông vùng dậy. Anania được cái đặc ân để đặt tay trên vị sứ đồ mà Chúa Ngài đã chọn cho dân ngoại. Đây là một đặc ân với anh chị em. Ông nói mình là ai? Chúa Ngài nói rằng con là công cụ trong tay của ta. Đi để đặt tay trên người này vì ta đã chọn người này. Và chúng ta biết điều đó. Một môn đồ bình thường được cái đặc ân để đặt tay trên vị sứ đồ sắp sửa được Chúa Ngài sai phái. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn lại, sứ đồ Phaolô là một sứ đồ mà Chúa Ngài đã sai phái để bắt đầu chương trình truyền giáo cho cả thế giới. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta là những người đặc hưởng phước qua sự Chúa Ngài đã chọn và sai phái ông đến cho dân ngoại. Phi-rơ và các sứ đồ khác thì cho người Do Thái, nhưng Phaolô thì cho dân ngoại. Ông đi và đem tin lành của Chúa khắp cả Tiểu Á, rồi sang Âu Châu. Âu Châu được dầm thấm bởi tin lành của Chúa. Và tin lành của Chúa đến với nước Mỹ này. Rồi từ nước Mỹ này, các giáo sĩ được sai phái sang Việt Nam của chúng ta, mà nhờ đó mà chúng ta được nghe về tin lành của Chúa, được cứu. Anh chị em thấy không? Nhưng nếu ở trong tình trạng ăn không ngồi rồi, thì nếu Anania ngày hôm đó ông không chịu đi, ông sợ chết, ông chịu đi, Chúa có thể dùng người khác, nhưng mà ông trật mất cơ hội để được đặt ân làm người đặt tay trên vị sứ đồ tương lai. Bùng dậy anh chị em, Chúa muốn sử dụng chúng ta. Vì bất cứ khi nào một người nhàn rỗi và không làm gì lợi ích cho Chúa, cho vương quốc của Ngài, người đã đang sống dưới cái mức độ mục đích mà Đức Chúa Trời cho cuộc sống của người đó. Có điều gì đó bạn có thể làm cho Chúa? Hãy chấm dứt
sự ăn không ngồi rồi của mình. Ở trong thái độ, tôi muốn đến nhà của Chúa học thêm để biết thêm Kinh Thánh. Học suốt đời rồi mà vẫn muốn học thêm. Tôi cần phải có lời của Chúa trước khi tôi ra đi. Anh chị em, Chúa ngày không đến đổ xuống chúng ta lời của Chúa rồi chúng ta ngồi đó, chúng ta cất giấu những cái lời của Ngài, thì dòng chảy không có chảy. Đức Chúa Trời sẽ đem và đầu tư chỗ khác. Chúa nói rằng có một cái ống dẫn khác bằng lòng cho ta sử dụng. Chúa sẽ đổ xuống trên nó. Còn chúng ta ngồi mà chúng ta cứ thu nhận. Tôi muốn học lời của Chúa, phải có thêm lớp Kinh Thánh để tôi học lời của Chúa. Anh chị em, chúng ta đã học suốt đời rồi. Đối với con gái Chúa thuộc VBC Houston tại đây, chúng tôi có thể nói trước mặt Chúa mà không hổ thẹn. Tôi dạy dỗ và huấn luyện anh em, chắc có lẽ là khó có một chức vụ nào khác có thể so bằng. Các con của tôi nói rằng, ba ơi, ba bị khàn tiếng, ba phải dưỡng cái giọng của ba. Nhưng mà thứ tư vừa qua tôi vẫn lên để dạy Kinh Thánh cho anh chị em. Thì tôi biết chúng ta cần học lời của Chúa. Và chúng ta thì có cái ý tưởng là phải học của ai đó, có một chương trình học Kinh Thánh nào đó đặc biệt để chúng ta tham dự. Anh chị em, Chúa đang ban phước trên chúng ta. Chúng ta đang ở trên một kho tàng của những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Lần đầu tiên khi giám mục Tudor Bismarck đến giảng cho chúng ta ở tại khách sạn Sheraton, ông sẽ xem và tôi có cơ hội để đưa ông đến thăm cơ sở của chúng ta tại đây. Ông có một cái ơn rất đặc biệt mà Chúa sử dụng trong ơn của sứ đồ đó để mở mang công việc của Chúa. Đó là ông đến và ông sẽ công bố cái lời để chuyển đổi, shifting, là sang số đó. Ông bước vào, ông nói rằng tại sao tôi không kết nối với chức vụ của mục sư sớm hơn? Em của ông là người rất là thân với chúng ta, Matthew Bismarck. Ông đến và ông nói rằng, tôi thấy những dòng sông từ nơi bục giảng này chảy ra cho các dân tộc. Ông nói rằng VBC Houston chắc chắn sẽ phát triển một cách không ngừng ở trong những ngày sắp đến. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đang giao cho mục sư một cái trọng trách của chức vụ thuộc về quốc tế. Nếu VBC phát triển ở trong lúc này, lòng của mục sư sẽ nằm ở tại VBC mà thôi. Đức Chúa Trời Ngài đang muốn sử dụng mục sư để hoàn tất công việc mà Chúa sai phái ra quốc tế, rồi VBC sẽ phát triển mà chúng ta không có chỗ chứa. Cảm ơn Chúa. Tôi nghe, tôi hiểu liền. Nếu hội thánh ở tại đây phát triển và công việc anh em nói rằng mục sư không thể đi được nữa, bởi vì có rất là nhiều người cần được chăm sóc lúc bây giờ. Nhưng tạ ơn Chúa, việc đã thay đổi rồi anh chị em. Cảm ơn Chúa vì có những con người mà Đức Chúa Trời đã mang đến VBC Houston chúng ta trong những ngày qua. Có những người nói với Đức Chúa Trời rằng, lại Chúa, con muốn đến VBC Houston để làm người nhà của VBC Houston, và được Chúa Ngài sử dụng tại đó. Và anh chị em, còn rất nhiều người đã hỏi ý của tôi, mục sư ơi, nghe nói về truyền giáo, nghe nói về những chuyến đi, xin mục sư giúp đỡ. Tôi sẽ nhận sự huấn luyện của mục sư để có thể hiệp tác mục sư để đi xa. Có những người nói rằng xin mục sư huấn luyện để tụi em sẽ giữ phần và công việc cho hội thánh địa phương của chúng ta. Hội thánh địa phương chúng ta là một căn cứ mạnh mẽ, chúng ta sẽ bung ra nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Hiếm để nghe những tấm lòng như vậy. Vì ngày hôm nay có một dạng tín đồ là tôi đi nhà thờ đó được cái gì cho tôi. Chúng ta đã bị giải sai. Có những người họ đến và họ nhồi nhét. Đi với chỗ của ông Khánh đó bao nhiêu năm nay, ông có cho được cái gì, có cho chức vụ gì hay không? Anh chị em, chúng ta đi nhà thờ là bởi vì chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Việc mà Đức Chúa Trời chọn chúng ta đó, Ngài nhìn thấy tấm lòng của chúng ta và Ngài chọn và Ngài gọi chúng ta. Chứ không phải mình đi là tôi đi là tôi phải có một cái mục tiêu ạ. Tôi đi nhóm đó 5-3 năm thì ông mục sư Khánh không phải phong chức cho tôi làm mục sư là có một cái chức vụ gì đó. Anh chị em, nếu chúng ta có thái độ như vậy, Đức Chúa Trời sẽ không dùng chúng ta. Vì lời của Chúa rằng phước cho người có tấm lòng nghèo khó thì sẽ được no đủ. Nếu chúng ta nhận biết là mình cần Chúa, mình cần lời của Ngài, mình cần được Chúa Ngài ban phước,
mà chúng ta khao khát thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, Ngài đang kéo nhiều con người để đến. Họ đang trên đường đến. Cảm ơn Chúa. Và có những người đã đến rồi, đang tìm hiểu về hội thánh của Chúa tại đây. Nếu Chúa cho phép, chúng ta sẽ có nhiều người đến để giúp đỡ chúng ta, phục vụ cho tuổi trẻ. Họ là những người được ơn của Chúa, được huấn luyện ở dưới những chức vụ cũng hết sức đặc biệt. Họ đến đây và nói rằng, không ngờ là trên thành phố Houston này có một hội thánh như thế này. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy vùng dậy. Đừng ăn không ngồi rồi nữa. Như tôi nhắc với anh chị em, mỗi một chúng ta, Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta một thiên mệnh. Chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên, chúng ta ban cho chúng ta khả năng để đáp ứng một nhu cầu nào đó. Và khi chúng ta đáp ứng được nhu cầu đó, đó là sự kinh doanh của chúng ta. Nhớ là làm lợi những gì Chúa Ngài ban cho. Chúng ta tìm hiểu nhu cầu, rồi chúng ta cậy ơn của Chúa mà Ngài ban cho đời sống của chúng ta đáp ứng nhu cầu đó. Đó là cách mà chúng ta bắt đầu hầu việc Chúa, anh chị em. Thứ năm, trong tình trạng đang ngủ, cả tinh thần lẫn thể chất. Có một chương 12 từ câu 1 đến câu số 7 cho chúng ta thấy cái khung cảnh này. Đang lúc ấy, vua Herod ra tay bức hại một số người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Khi thấy điều đó vừa lòng người Do Thái, vua cũng sai bắt Phi-rơ nữa. Bây giờ là những ngày lễ bánh không men, vua bắt Phi-rơ bỏ vào ngục, giao cho 4 toán lính thay phiên canh giữ và định sau lễ vượt qua sẽ đem ra xử trước dân chúng. Vậy Phi-rơ bị giam ở trong ngục, còn hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông. Nhưng ngay trong đêm trước khi Herod đưa Phi-rơ ra xử, Phi-rơ ngủ ở giữa hai tên lính bị xích bằng hai xiềng và cắt có lính canh giữ trước cửa ngục. Thình lình một thiên sứ của Chúa xuất hiện và ánh sáng chiếu trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn của Phi-rơ, đánh thức ông và nói: hãy mau trỗi dậy, arise, hãy mau trỗi dậy. Xiềng liền rớt ra khỏi tay của ông. Hội thánh của Chúa lúc bây giờ đi ở trong quyền năng của Chúa, nhưng họ đang ngủ thuộc linh vì bị Herod bắt hại. Chứ hội thánh của Chúa chúng ta thấy ở đây, thay vì ở tại hiên cửa của đền thờ cổng Salomon, bây giờ thì họ ở trong nhà. Và khi cầu nguyện, chúng ta nhớ là họ đóng cửa rất là kín. Khi Phi-rơ về gõ cửa, có một con đòi hay là một người đầy tớ chạy ra nhìn, thấy ông hoảng quá chạy vô. Nó ông Phi-rơ, sứ đồ Phi-rơ đang đứng trước cửa mình. Hội thánh nói gì? Mày sẵn rồi. Ông ở trong tù sắp sửa bị chặt đầu giống như ông Giăng. Xin lỗi, giống như ông Gia Cơ. Ông nói không. Chính Phi-rơ. Anh chị em thấy tâm tình của hội thánh ở trong cái tình trạng như vậy. Nhưng khi hội thánh của Chúa vùng dậy trong sự cầu nguyện, thì Chúa Ngài đã làm những công việc lớn lao ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cần thức tỉnh và nhận biết cái trách nhiệm của mình trong việc phục vụ, trong sự cầu nguyện. Thứ sáu, chúng ta thấy tình huống sợ hãi và miễn cưỡng. Bắt đầu hầu hết những người được Đức Chúa Trời kêu gọi và giao cho bất kỳ nhiệm vụ cụ thể nào trong Kinh Thánh, thường là họ có sự sợ hãi ban đầu. Sợ mình không có khả năng, sợ rằng mình không thể làm được công việc, và họ đã miễn cưỡng đối với Chúa. Chúng ta nhớ Môi-se, ông rằng: Chúa ơi, con là người cả lâm nó lách. Chúa nói: ta chọn con không chịu nói phải không? Ta sắm sẵn cho con có một cái miệng, anh của con là A-rôn sẽ đến và làm môi miệng cho con. Nào, chúng ta còn nhớ sách của Bụi Sứ Đồ cho chúng ta biết rằng Môi-se là một người có tài ăn nói, nhưng cái hoàn cảnh bây giờ bỏ chạy từ trong cung của Pharaoh ở tại Ai Cập, ông phải chạy vào trong đồng vắng Madian. Tại đó tối ngày ở chung quanh với những con chiên, nó cứ bé suốt ngày, ông còn có nói chuyện được nữa, ông không còn có tiếng nói nữa.
Thật ra cái chữ gọi là con là một người không phải ăn nói giỏi đó, thì ông đang nói đến cái tình trạng thực tại của ông là ông giờ hết nói rồi. Giống như nhiều người tôi biết, hồi xưa nói dữ lắm, bây giờ vì hoàn cảnh nào đó giờ hết nói rồi. Nhiều lắm là cãi ra được một câu là tối đa. Xin Chúa ngày ban phước, và hôm nay tôi công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời sẽ đặt lời trong anh em, và anh em sẽ mở miệng ra và nói ở trong ơn của Chúa. Gideon, ông rằng dũng sĩ. Dũng sĩ ở chỗ nào? Tôi là cái người đang sợ dân Madian, đang trốn ở trong cái kho đập lúa này. Và Thiên Sứ Chúa đến, hỡi người dũng sĩ, Chúa ở cùng anh. Dũng sĩ, đang nói lộn ai vậy? Rồi khi Chúa nói Chúa muốn chọn ông nói, Chúa chọn lầm người rồi, con là một cái người ở trong một cái gia tộc, và cha của con là một cái người nhỏ ở trong cái gia tộc đó. Con cũng là một người, con có khả năng, cũng không có một cái xuất thân tốt đẹp để được Chúa dùng. Chúa nói rằng ta dùng con. Và Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng Gideon. Chúng ta thấy của những cuộc chiến hết sức là lạ lùng, và đánh hạ dân Madian. Jonah, Chúa sai ông đi đến thành Nineveh, ông bỏ trốn ngược chiều đi qua xứ Tarsi. Đức Chúa Trời đã sử dụng ông. Giô-suê, được Chúa Ngài sử dụng, và bao gồm toàn bộ các sứ đồ mà Chúa Giê-xu đã gọi trong Tân Ước. Chúng ta thấy xuất xứ của họ, chúng ta thấy quá khứ của họ, thì phải nói rằng ở trong tình huống của sợ hãi và miễn cưỡng, nhưng khi họ đáp lời, Đức Chúa Trời đã sử dụng họ. Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta, hãy dẹp bỏ nỗi sợ hãi và phá bỏ sự miễn cưỡng của con. Hãy vùng dậy, ta sẽ sử dụng con. Vì khả năng Chúa ban, khả năng do Chúa tiếp trợ. Chúa chỉ tìm những người không cần bằng cấp. Cái bằng duy nhất mà Đức Chúa Trời Ngài muốn tìm là sự bằng lòng của anh chị em. Chúng ta cứ nói, tôi chờ cho đến khi tôi có cái bằng cấp này tôi sẽ hầu việc Chúa. Tôi thấy rất nhiều người học xong có cái bằng cấp, mất ơn của Chúa. Bây giờ nương cậy vào trong kiến thức của mình, thay vì sự mặc khải của thần chân lý. Để Chúa làm cho anh chị em trở nên những người có khả năng. Vì làm sao có thể so sánh bằng giữa tiếp xúc với lại những bộ óc của các giáo sư trong các trường đại học, với tiếp xúc với bộ óc của Đức Chúa Trời, đấng khôn ngoan. Không ai có thể so bằng Ngài. Hãy chọn đi anh chị em, để Chúa Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không làm theo khả năng của mình, và trong khả năng và sức mạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Thứ bảy, trong hoàn cảnh của lười biếng và trì trệ. Vấn đề chính của một số tín đồ là họ lười biếng. Và chúng ta nhận thấy điều đó. Chúng ta lười đối với những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta siêng với những thứ mà chúng ta ham thích. Khi nói đến cầu nguyện, khi nói đến truyền giáo, hồi xưa tôi bận quá. Nhưng mà nghe một chị em nói rằng Messi nó đang on sale đó. Ô, lúc nào mình, và rủ nhau đi liền. Tại mình thích đi mua sắm hơn là hầu việc Đức Chúa Trời. Cái lười biếng thuộc linh này sẽ làm cho chúng ta trở nên những người không còn sắc bén để Chúa Ngài sử dụng nữa. Xin Chúa Ngài cho, để việc thuộc linh đó, Chúa cho chúng ta sẽ là những người luôn luôn sẵn sàng để được đưa vào sử dụng. Cảm ơn Chúa. Và thứ hai tôi mời anh chị em suy nghĩ, đó là sự chu cấp cho sự bùng dậy và tỏa sáng. Vì ánh sáng của anh chị em đã đến, và sự vinh hiển của Chúa đã sống lại ở trên anh chị em. Hãy vùng dậy. Chúng ta không bị bỏ lại một mình để tự mình đạt được sự tiến bộ này. Thật ra thì Chúa đến và Chúa Ngài bảo là phải bùng dậy và tỏa sáng. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm việc trước khi Ngài truyền lệnh cho dân sự của Chúa vùng dậy. Đó là vì sự sáng đã chiếu sáng trên các người, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên người.
Cảm ơn Chúa. Như tôi nói trong các bài giảng trước, ngày hôm nay người ta đi tìm vinh quang của con người cho mình. Ở trong thể thao, ở trong điền kinh, trong thế vận hội, người ta muốn tìm cái sự vinh hiển mà người ta cho mình một cái huy chương vàng, huy chương bạc hay là huy chương đồng. Và mọi việc chúng ta cũng muốn được cái bằng khen này, bằng khen kia. Mình cho em có một cái sự vinh quang mà Chúa Ngài hứa với mỗi một chúng ta, rằng vinh quang của Ngài sẽ mọc lên trên chúng ta. Anh chị em có biết khi anh chị em được cứu thì ánh sáng đã chiếu trên cuộc đời của anh chị em không? Vì Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian. Và khi Ngài chiếu sáng trên chúng ta, đó là lý do tại sao Chúa truyền lệnh chúng ta: các con là sự sáng của thế gian. Không phải do chúng ta mà do chính Chúa đã chiếu trên chúng ta phản chiếu lại. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta nhận biết điều đó. Và chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã chuẩn bị sẵn, và Ngài đã làm những công việc của Ngài rồi, để rồi khi Ngài truyền lệnh chúng ta không phải là một Chúa Trời vô cớ. Còn có cái gì để có thể vùng dậy và tỏa sáng? Chúa nói không. Vì sự sáng đã chiếu trên các con, vì vinh quang của ta đã mọc lên trên các con. Amen anh chị em. Chúa không sai chúng ta một cách vô lý đâu anh chị em. Chúa không bảo chúng ta vùng dậy một cách vô lý đâu. Ngài hậu thuẫn chúng ta, Ngài đã sắm sẵn hết rồi. Khi Đức Chúa Trời hiện ra cho chúng ta, sự vinh hiển của Ngài sẽ được nhìn thấy ở trên chúng ta. Chúng ta sẽ thấy mình làm những điều phi thường, những điều mà bình thường chúng ta không có làm được. Trong những ngày qua, một trong những điều mà vợ chồng của tôi quan sát thì thấy thật là Đức Chúa Trời Ngài đang hành động. Chúng tôi chia sẻ điều này để anh chị em nghe và tạ ơn Chúa, chứ đừng xem thường đệ tớ của Chúa. Nên tôi muốn nói đến một sự xem. Trong những ngày qua có những công việc, có những project một sự xem làm cho các công ty nhận thêm một ít cái tiền lương phụ trội. Nhưng mà lạ lùng là bỏ 4.000 đô la trong cái bóp của mình, tờ giấy 100 đó. Bỏ 4.000 đô la trong bóp. Mà mỗi lần ra ngoài ngân hàng đó là muốn bỏ vô, mà Chúa nói rằng con để dành đó. Thì suốt ở trong những ngày của đại hội, Chúa Ngài phán dạy và có lời tiên tri rằng sẽ là bạc triệu đi xuyên qua tay của một sự xem. Và Chúa bắt đầu dạy cho xem phải đầu tư vào những chức vụ, những cuộc đời. Và cảm ơn Chúa xem làm công việc đó, giúp cho một người mà sẽ mời đến để dự đại hội 500 đô la để bắt đầu một cái tổ chức để giải cứu những người phụ nữ bị bán làm điếm ở tại châu Phi. Bà có cái ước mơ đó nhưng mà không có tiền để bắt đầu. Trong cái sự tiếp xúc đặc biệt, khi mà xem tập tạ và vai bị đau nhất, thì bà này là một bác sĩ chuyên môn về chỉnh hình. Và khi đến nói chuyện, tiếp xúc, thì biết rằng Moses xem là một con gái của Chúa. Và nó lạ lắm. Trước đây có một người Việt Nam đã giúp đỡ cho tôi để tôi có một cái đời sống cơ đốc nhân chân thật và gần gũi Chúa hơn. Bây giờ Chúa sai thêm một người Việt Nam khác đến đây. Đức Chúa Trời Ngài có ý định làm gì đó. Moses xem mời đến dự đại hội. Mà trong đại hội, Chúa Ngài bảo xem hãy đầu tư cho người này. Trong gia đình chúng tôi, vợ chồng chúng tôi biết, người sẽ xem trong cái giới hạn của tài chánh, ít có cho ra về tiền lắm. Cho ra lời, cho cầu nguyện, cho sự phục vụ thì có. Mà cho tiền mà 500 đô ấy, là cái chuyện rất là khó. Rồi chúng ta làm việc. Khi đem đầu tư cho bà này, bà khóc, bà nói rằng tôi không ngờ tôi được phước như thế này, mà cầm cái số tiền đó và cái chức vụ đó sẽ bắt đầu. Cảm ơn Chúa. Một người khác, một sư xem tặng luôn một cái máy camera hơn 1.000 đô la. Một cái em thanh niên đang được Chúa Ngài ban phước và làm những cái graphic cho chúng ta tới đây. Chúa nói với xem là con biết cái người này
đang bước vào trong công tác này cần có một cái camera tốt, mà cũng biết ai có cái camera tốt đó rồi phải không? 500 bây giờ hơn 1.000 đô la. Vâng lời đem tặng và em này khóc. Và những video mà chúng ta thấy em đã làm để thu lượm những hình ảnh của đại hội, cũng như đặc biệt là cho tuổi của thanh thiếu niên là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời lại đông đầy lại cho xem. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ cho chúng ta thắng Ngài trong sự ban cho hết. Chúa Ngài đặt để trong lòng của xem gặp một người ở trong hội thánh là tại đây. Đem tặng cho 200 đô tiền giống. Đức Chúa Trời bảo với tôi rằng bạn sẽ có cái công ty riêng của mình. Hiện nay nhận 200 đô khóc. 200 đô là tiền phí để có thể nộp đơn và xin bắt đầu một công ty. Cảm ơn Chúa. Mà nhiều cái sự thúc đẩy khác của Chúa đầu tư chỗ này, đầu tư chỗ kia, cho thanh niên này, cho thanh niên kia. Xem nói rằng bây giờ cái túi đã xẹp. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài đang đông đầy lại trong ngân hàng và trong những cách khác. Ngài khen Chúa. Chúa, Ngài muốn tìm thấy những ông dẫn như vậy, anh chị em. Để nguồn kinh tế của vương Đức Chúa Trời nó được luân chuyển. Nếu chúng ta cất giữ như người đầy tớ được giao cho một ta lân, đem chôn đó, thì chúng ta khi gặp Chúa, Chúa sẽ mắng là hỡi đầy tớ gian ác kia. Bởi vì một cái ta lân đó mà khi nó được đầu tư đúng chỗ và nó di chuyển đó, nó sẽ đem lại lợi ích cho bao nhiêu cuộc đời. Cũng vậy trong đời sống của chúng ta, Chúa cho chúng ta những khả năng, hãy trỗi dậy ở trong ơn của Chúa, sử dụng nó làm lợi ra. Đó là sự kinh doanh mà Đức Chúa Trời muốn tìm thấy trong đời sống của chúng ta. Chúa cho chúng ta có gì? Làm lợi ra như vậy. Chúa Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Sacheri chương 4 câu 6. Đây là lời của Chúa cho người mà Chúa Ngài sai để hoàn tất việc xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Thiên sứ ấy nói với tôi, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sơ-rô-ba-bên, ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi thần ta Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Cảm ơn Chúa. Không phải quyền thế, không phải bởi năng lực, nhưng mà bởi thần của Đức Giê-hô-va, tức là thánh linh của Chúa đó. Khi Ngài ban phước, khi Ngài đông đầy đời sống của chúng ta, thì những điều mà Chúa Ngài giao cho chúng ta sẽ làm được. Đây là lời đến cho Sơ-rô-ba-bên sau một cái thời gian những người bị lưu đày trở về, họ bắt đầu xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Đến một lúc họ gặp chống đối, công việc ngừng lại. Trong sách A-gê chúng ta đã thấy điều đó. Thì dân sự của Chúa đã bắt đầu xoay chuyển, bắt đầu cất nhà. Thì thiên sứ A-gê đã được Chúa Ngài sai đến để hỏi dân sự của Chúa, đây có phải là lúc các ngươi ở trong nhà có trần ván, có la phong đó anh chị em? Mà nhà của Chúa thì quang du. Nhưng mà lời tiên tri này đến trên Sơ-rô-ba-bên rằng Chúa Ngài sẽ đổ thần của Ngài, tất cả những núi đồi cao ngăn trở sẽ bị san bằng ở trước bước chân của Sơ-rô-ba-bên. Ông đã được Chúa Ngài sử dụng để hoàn tất việc xây lại đền thờ Jerusalem. Cảm ơn Chúa. Chúa ban cho, Chúa kêu gọi, Ngài hậu thuẫn chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta để thực hiện những công tác đó. Mục đích cho sự vùng dậy và tỏa sáng. Tại sao Chúa Ngài đến với dân sự của Chúa, công bố lời của Ngài cho thành Jerusalem cũng như là cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay? Chúng ta thấy lời tiên tri này song song giữa dân người Do Thái, đền thờ Jerusalem và cho chúng ta và hội thánh của Chúa. Tại sao Chúa bảo phải vùng dậy? Có mục đích thiêng liêng cho sự vùng dậy của chúng ta. Vì điều này là để chúng ta nổi bật, để thể hiện sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để người khác có thể biết đến Chúa qua những công việc kỳ diệu của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Anh sẽ muốn làm người con người đó không? Chúa dùng đời sống của con để người ta thấy được Đức Chúa Trời của con là quyền năng đến chừng nào. Đức Chúa Trời xin sử dụng đời sống của con để biết rằng
Đức Chúa Trời của con là đấng muốn ban phước, và ao ước của Ngài muốn cho các đầy tớ của Ngài được thịnh vượng là điều mà Đức Chúa Trời Ngài rất mong muốn, và Ngài đeo đuổi điều đó. Đừng làm như những con người khác. Họ đang giảng về một Đức Chúa Trời mà chúng ta nhìn chúng ta thấy nó rất là lạ. Không phải Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời Ngài muốn cho con gái của Ngài khổ, trải qua những sự khốn khổ trong đời sống của mình, phải nghèo khó. Không phải. Không biết ông trời nào đó, chứ còn Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, Ngài vui khi Ngài thấy các đầy tớ của Ngài được ban phước. Ngài vui để chúng ta được ban phước. Để chi? Bởi vì Ngài muốn chúng ta làm nguồn phước cho những người thiếu thốn, những người lạc mất, vì họ chưa có Chúa trong đời sống của họ. Các lý do mà Chúa Ngài muốn chúng ta bùng dậy và tỏa sáng. Thứ nhất đó là bóng tối đang bao trùm ở trên trái đất này. Cả thế giới đang ở trong bóng tối, và Đức Chúa Trời mong muốn có một sự tách biệt của tất cả con cái của Ngài khỏi các nguyên tắc và tiêu chuẩn của thế gian này. Ngài muốn chúng ta bùng dậy là như vậy. Thế gian thứ nhất chương 2 câu 15-17: chớ yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Chúa muốn chúng ta tỏa sáng ở giữa bóng tối của trần gian này như vậy. Thứ hai là vì mây mù đang che phủ các dân. Thế gian đầy dẫy những kẻ gian ác, làm mọi hình thức gian ác, chống lại loài người và chống lại Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Thế nên Chúa Ngài muốn chúng ta trở nên những người cho họ biết được rằng lời của Đức Chúa Trời sẽ làm cho đời sống của chúng ta tràn đầy phước hạnh. Ngài muốn chúng ta sống một đời sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa, công bình ở trước mặt Ngài, để Chúa Ngài nói cho thế gian biết rằng đây là đường lối tốt nhất và vững vàng nhất để người ta có thể biết được. Thi Thiên số 1 câu 1 đến câu 3: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng ở trong đường của tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Và đây anh chị em, khi người ta nói rằng cái cuốn Kinh Thánh này không còn có giá trị nữa, Đức Chúa Trời muốn tìm thấy những cuộc đời và Chúa chứng minh cho biết rằng cái người mà có cái đời sống của mình gần gũi, học hỏi lời của Chúa, tiếp nhận lời của Chúa đời sống của mình đó, thì như cây trồng gần dòng nước. Và Đức Chúa Trời muốn cho thế giới biết rằng khi chúng ta là những người nghe áp dụng lời Chúa trong đời sống của mình đó, được Chúa Ngài ban phước, đời sống của chúng ta luôn xinh tươi, chứ không phải héo queo như họ. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Đó là lời Chúa. Anh chị em bịt tai với những lời nói rằng Đức Chúa Trời không muốn chúng ta giảng về sứ điệp thịnh vượng. Thịnh vượng không phải chỉ là đeo đuổi theo tiền, chỉ riêng về vấn đề tiền bạc thôi, mà thịnh vượng là đời sống chúng ta phong phú đến như vậy. Anh chị em thích đời sống như vậy không? Người ấy như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái đúng mùa đúng tiết, chứ không phải là đứng mà nhìn thấy đời sống có gì có bông trái. Lá cũng chẳng tàn héo, lúc nào cũng xinh tươi, để ở gần lời của Chúa. Mọi việc. Mọi việc là bao nhiêu việc anh chị em? Tất cả mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Tức là mình đụng gì nó phát triển. Mình nhúng tay vào làm việc gì, Chúa ban phước trên việc đó. Cảm ơn Chúa. Vì chúng ta đến với những lời tiên tri liên quan đến sự bùng dậy và tỏa sáng của chúng ta. Dân ngoại sẽ đến với ánh sáng. Khi chúng ta là ánh sáng của thế gian này, khi chúng ta bắt đầu tỏa sáng, người chưa tin sẽ được thu hút đến với Chúa và vương quốc của Ngài qua đời sống của chúng ta.
dùng nhân từ nôm na của người miền Tây chúng tôi, nhìn mà thấy ham. Phải không chị em? Thấy cuộc sống đó được ban phước, đời sống đó bao nhiêu điều tốt đẹp, vợ chồng của họ hạnh phúc, họ vui vẻ sống với nhau. Tôi thì hôn nhân của tôi khác, vợ chồng thì đai nghiến với nhau, gặp nhau là không có nói được những cái lời nào tốt đẹp, đó là chờ để mà bà mở miệng ra là tôi đớp bà. Tôi mở miệng ra bà đớp tôi. Nhưng mà sao cái cặp vợ chồng này nó khác, nhìn thấy mà ham. Rồi gia đình thì bao nhiêu phước hạnh, thấy mà ham. Con cái của mình thì không được như vậy, mới chạy đến hỏi gì chứ bí quyết nào. Chúng ta lúc bây giờ không có dành sự vinh hiển cho mình mà rằng Chúa ban phước. Chúng tôi làm theo lời của Đức Chúa Trời dạy, lời Kinh Thánh, áp dụng lời của Chúa trong đời sống mà được như vậy, dân ngoại sẽ đến với ánh sáng của chúng ta. Và đây là mục đích mà chúng ta được tạo ra và được sự kêu gọi trong đời sống của chúng ta. Đó là cuộc sống của chúng ta phải tiếp thu và kéo những linh hồn của những người lạc mất vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Không chỉ qua lời rao giảng của chúng ta mà còn nhiều hơn nữa qua cái cách sống của chúng ta đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cái ước mơ của người Hoa Kỳ, American Dream, nếu chúng ta đem đúng theo như nguyên tắc của Chúa ở tại đây đó, thì tất cả chúng ta sẽ có điều đó. Đời sống của chúng ta sung túc, đời sống chúng ta phước hạnh, chúng ta sống trong sự bình an, và tất cả những gì chúng ta cần, chúng ta có thể có được. Ở trong Chúa chúng ta có tất cả những điều đó. Khi chúng ta đứng dậy, chúng ta tỏa sáng ra, chúng ta sẽ bày tỏ lối sống đó. Thứ hai, các vua sẽ hướng về ánh bình minh rực rỡ của bạn. Cảm ơn Chúa. Không phải người dân thường thấy cái điều đó, mà những người, các vua, những người cao cấp, họ nói rằng, ồ, cái cuộc đời này lạ nha. Khi chúng ta tỏa sáng ra như vậy, Chúa Ngài sẽ làm cho đời sống chúng ta có một sự thu hút rất lớn đến với những người vị trí cao, những người có danh vọng. Chúng ta nhớ cuộc đời của Philip. Chúa Ngài ban ơn sức giàu trên ông hướng dẫn một cuộc phụ hương lớn. Rồi Chúa Ngài cũng sai phái ông chạy bộ vào ở trong sa mạc, theo kịp một chiếc xe. Ở trên đó có một người quan quan giữ gia tài của nữ vương, công tác rất là cao. Ông chạy bộ và hỏi, ông đọc mà ông có hiểu cái điều mà ông đọc không? Người văn này trả lời, nếu không ai giải thích làm sao tôi hiểu được. Ông kêu Philip lên xe, Philip giải bài. Chúng ta nghe thì thấy là không biết là bao lâu, nhưng mà Philip có ơn của Chúa để giải bài lời của Chúa và chỉ đó là Đấng Christ đó. Người này lập tức tin Chúa và nhận báp têm nước. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời Ngài làm tương tự như vậy cho Phao-lô. Ông đã thu phục những người quan tước. Ông đã rao giảng lời của Chúa đến độ Caesar Agrippa nói rằng, xích một chút, người đã thuyết phục ta làm người cơ đốc nhân rồi. Caesar của đế quốc La Mã nói với Phao-lô, xích một chút, người đã thuyết phục ta. Khi chúng ta đứng dậy, chúng ta vùng dậy và tỏa sáng. Chúng ta nhớ ông Sáu, ông Phao-lô lúc mà Chúa đánh ngã ông nó mù, nhưng mà vùng dậy đi vào trong thành rồi sẽ được người ta nói cho biết những điều phải làm. Rồi Chúa sai Anania đến đặt tay trên ông. Ông nhận được cái sự kêu gọi từ nơi Chúa qua đời sống của Anania là Chúa nghiệp biệt riêng ông để làm sứ đồ cho dân ngoại. Chúa bảo vệ ông, Chúa sai phái ông để công việc này được xảy ra. Ông vùng dậy và làm công việc đó. Anania vùng dậy và làm cho ước mơ của Saul sau này là Phao-lô được trở thành sự thật. Anh chị em, các vua sẽ hướng về ánh bình minh rực rỡ của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Có những công việc ngày hôm nay tôi kinh nghiệm, những cánh cửa mở ra vì tôi đã bùng dậy, không chấp nhận tình trạng,
Hội thánh của Chúa là chúng ta cứ đứng trước mặt Chúa dâng hiến. Lạy Chúa, xin nhận số tiền nhỏ mọn của chúng con, nhưng mà lòng của chúng con thì nhiều lắm, của ít lòng nhiều Chúa ơi. Nghe những người khác cầu nguyện cũng thích quá, cầu nguyện giống như vậy. Anh chị em, cái lòng mà nhiều mà của ít ấy, Đức Chúa Trời nghe thấy không? Cho nên đừng có qua mắt Chúa bằng cái miệng của mình. Cái lòng mà nó nhiều đó thì tiền nó phải nhiều theo, chứ không có vấn đề mà của ít lòng nhiều. Mình xài chỗ khác thì mình xài tha hồ, nhưng mà đối với Chúa thì mình xài một cách rất là tiện tặng. Chúng ta nhớ sứ điệp của giám mục Thurber Bismarck. Ông nói cái đồng một đô la là nó là rất là nổi tiếng và thịnh hành ở trong các nhà thờ, vì nó được sử dụng nhiều nhất. Còn cái đồng 100 đô la nó cũng cùng một cái thước, cùng một cái cân nặng, nhưng mà nó không được nổi tiếng ở trong các nhà thờ. Nghe đúng không phải anh chị? Nhưng cho Chúa mình móc móc ra, mình coi trong ví của mình, thấy đồng 100 đô là mình lấy cái ngón tay mình đặt nó giữ nó cho bảo đảm, để mình rút nhầm nó là nguy hiểm lắm. Nhiều năm về trước có một người, anh kể lại cái kinh nghiệm của anh. Anh nói đang ngồi trong nhà thờ đến giờ dâng hiến, móc ở trong túi, mà kiểu của tín đồ Việt Nam của mình không muốn cho người khác biết mình dâng cái gì, cho nên bỏ tay vô, nhớ là ở trong túi của mình nó có một đồng 1 đô la mà đồng 20 đô la. Bỏ tay vô trong đó mà không có để cho người khác nhìn, móc đại ra. Tưởng là mình móc 1 đô la, bỏ trong dĩa dâng hiến, bỏ vô xong rồi mới thấy đồng 20 đô la trong cái dĩa dâng hiến. Anh nó nhìn theo và thấy đồng 20 đô la nó cứ chào anh. Đi từ hàng ghế này sang hàng ghế khác. Như vậy đó. Mà rồi Chúa nghe ban phước. Chúng ta đông và lượng được mực nào, Chúa nghe sẽ đông lại chúng ta lượng mực đó. Tất cả những gì thuộc về chúng ta sẽ đến với chúng ta. Lời của Chúa nói. Con trai, con gái của mình từ xứ xa sẽ được đem về. Ý nghĩa hiện tại, người Do Thái ở khắp nơi được mang về Jerusalem. Cái hồi hương của họ là một điều mà cũng làm cho thế giới này sửng sốt. Một đất nước mà hơn 2.000 năm không có một mảnh đất, bị bắt bớ đến độ tối họ trong sáng, sáng họ trong tối, sống ở giữa hai vách tường ở trong nhà của những người chứa họ. Và Đức Chúa Trời nhà ban phước ngày hôm nay chúng ta thấy có cái đất nước như vậy. Ngài cũng muốn ban phước trên đời sống của chúng ta. Và tôi tin rằng tất cả những gì thuộc về chúng ta, hoặc là những gì đã bị đánh cắp của chúng ta, bị phá hủy hoặc bị trì hoãn, Chúa Ngài sẽ cho chúng ta được trở lại. Tôi cầu nguyện để điều này được ứng nghiệm trong đời sống của anh chị em một cách nhanh chóng, trong danh Đức Chúa Giêsu. Vì chúng ta cần tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa. Chúa Ngài sẽ khiến cho những gì thuộc về chúng ta sẽ trở về với chúng ta. Ở đây là một trong những điều mà Chúa đặt để trong chúng tôi. Có một anh em của chúng ta trong hội thánh, vì một cái lỗi lầm gì đó, cái tiền 401k của anh, khi người ta bỏ vào trong ngân hàng của anh thì nó mất hết 50%. Một số tiền rất lớn, mấy chục ngàn đô la. Thì tôi đứng với anh và tôi nắm tay với anh và tôi cầu nguyện, cái gì thuộc về con cái của Chúa phải hoàn trả lại. Ngày Chủ nhật cuối cùng, anh nhờ tôi cầu nguyện và tôi đứng và tôi công bố điều đó. Cảm ơn Chúa. Thứ ba trở lại cầu nguyện nữa, một sư ơi, nó vô đủ hết rồi. Cảm ơn Chúa. Tất cả những gì mất mát, tất cả những gì đã bị cướp đoạt, tất cả những gì người ta đã lấy của chúng ta, Đức Chúa Trời Ngài sẽ bồi hoàn cho chúng ta. Thứ tư chúng ta thấy là tiên tri về nới rộng mọi bề. Chúng ta sẽ không bị giới hạn ở bên nào nữa, mà Chúa Ngài sẽ cho tứ bề của cuộc đời của chúng ta sẽ được Chúa ban phước và nới rộng ra trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Lời của Ngài nói rằng bầy chiên nhỏ không nên sợ hãi, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời để biến chúng ta trở thành phần tử trong vương quốc lớn hơn trong ơn của Chúa.
Cảm ơn Chúa. Câu 22 của Ê-sai 60 này kết luận: cái người nhỏ nhất ở trong giữa chúng ta cũng sẽ được kết quả lớn lao thuộc về số ngàn ở trong ơn của Chúa. Tôi công bố có tính cách tiên tri về sự mở rộng của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của sự khởi đầu nhỏ bé của anh chị em, để rồi nó sẽ lớn rộng trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Thứ năm, chúng ta thấy sự giàu có của dân ngoại sẽ được trao lại cho chúng ta. Sự giàu có của những người từ chối tin lành của Chúa, từ chối Đức Chúa Trời sẽ được chuyển giao cho chúng ta, như là bởi vì chúng ta là con của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa có lời tiên tri của Ngài là của ở trong tay của người ác sự giao vào trong tay của con cái của sự sáng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần hiểu biết một cách đúng đắn về những lời hứa này trong cuộc đời của chúng ta. Vì là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta nên tin rằng chúng ta sẽ thấy nó được ứng nghiệm trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể trung tín với Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều này dẫn chúng ta đến điều cuối cùng, đó là chúng ta phải quyết tâm bùng dậy. Nghe là một việc, thấy những người khác được là một việc, nhưng chính chúng ta muốn được ứng nghiệm trong đời sống của chúng ta, chính chúng ta phải quyết tâm làm công việc đó. Hãy nói với Chúa, nói với linh giới và nói với người lân cận rằng tôi sẽ vùng dậy. Tôi sẽ vùng dậy. Để chúng ta có thể tỏa sáng, chúng ta không thể nào tỏa sáng được mà chúng ta ở trong bóng tối, hay là chúng ta đang ngồi yên một chỗ ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Hãy vùng dậy. Nếu trong những ngày qua sức khỏe là điều làm cho chúng ta bị cầm buộc, bị thiếu sức khỏe, hãy bung dậy và nói rằng tôi sẽ bước lên và nhận sự chữa lành cho tôi. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời Ngài đang sức dầu và ban phước để chúng ta sẽ thấy điều đó ở trong ơn của Ngài. Tôi sẽ bung dậy. Đó là một cái quyết định của cá nhân của chúng ta. Để tỏa sáng ra, chúng ta cần phải làm những điều sau. Thứ nhất, bung dậy vào trong vị trí của chúng ta. Công vụ chương 26 câu số 16: nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi ta và về những điều ta đã hiện ra để tỏ cho người biết. Cảm ơn Chúa. Đứng vào trong vị trí của chúng ta. Mọi người sinh ra đều có mục đích và một vị trí trong đời sống. Đừng để người khác đang đứng ở trong vị trí của chúng ta. Cũng đừng để cho vợ, cho con của chúng ta đứng vào trong vị trí của chúng ta. Hỏi những người chồng, hãy đứng vào trong vị trí của bạn để Đức Chúa Trời có thể ban phước trên gia đình của bạn. Đức Chúa Trời nói là phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va và rất yêu thích các điều răn của Ngài, thì vợ và con của người đó mới được phước. Đừng cầu nguyện nói để Chúa ban phước cho bà dắt con đi nhà thờ đi, còn tôi thì tôi chỉ ngơ ngơ thôi. Đức Chúa Trời không ban phước như vậy được. Xin Chúa nghe làm việc. Hỏi những người đàn ông trong hội thánh của Chúa tại đây, trong những ngày qua bạn có thể mất lối, bạn không có hướng đi, tôi kêu gọi bạn hãy đầu phục và quyết tâm trong ngày hôm nay. Con vùng dậy, xin Chúa ban phước để vợ của con cái của con và hậu tử của con được phước. Xin Chúa thấy con quyết định, con vùng dậy trong ngày hôm nay. Anh chị em để 6 tháng nữa, anh em để 6 tháng nữa, 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa, anh mở mắt ra sẽ không còn thấy vợ và con của mình ở bên cạnh mình nữa. Vì đâu không có khải tượng, tại đó dân chúng phóng thích. Đâu không có khải tượng thì người ta bị tản lạc. Một người chồng mà không có khải tượng thì làm sao có thể hướng dẫn cho vợ con của mình đi trong sự tin kính Chúa được. Mục sư của anh em không làm được cho anh chị em. Các những bạn thân của chúng ta cũng không làm được cho chúng ta. Một Đức Chúa Trời Ngài đòi hỏi. Eva hái cái trái cấm, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đòi cái quyền trách nhiệm ở trên ông Adam. Chúa hỏi Adam, Adam ngươi ở đâu? Chúa đòi hỏi trách nhiệm nơi chúng ta. Hãy vùng dậy vào trong vị trí của mình. Thứ hai, hãy vùng dậy để nhận sự chữa lành cho chúng ta. Mác chương 2 câu 9 nói như thế này: theo các ngươi giữa việc bảo người bại liệt rằng tội con đã được tha và việc bảo hãy đứng dậy và vác giường của mình đi, thì việc nào dễ hơn? Chúng ta đi đến đây. Người bại này được người ta khiêng vào bằng một cái giường.
Và Chúa bảo ông hãy làm công việc rất là lạ. Bại mà Chúa bảo đứng dậy. Rồi cái gì mà nó đã chuyên chở mình vào, mình vác nó đi ra. Anh em có thấy bức ảnh tuyệt vời đó không? Nếu người này nói rằng Chú không thấy tôi bại à, nghe quen không chú? Có nhiều người trả lời với Chú: Chú bảo con làm việc này mà con đâu có khả năng, Chú bảo con làm việc này nhưng mà con đâu có tiền. Chú bảo thì Chú sẽ ếm trả. Tôi tin rằng khi người này vùng dậy, không biết bằng cách nào, có thể ban đầu là chỏi hai cái tay của mình, ráng cố gắng để vùng dậy, Chúa cho sức mạnh lần lần thêm, người này có thể đứng trên chân của mình, rồi có thể vác cái giường mà mình đã được khiêng vào nó đó, ở trên vai của mình, và bước đi ra trước mặt mọi người. Anh chị em có muốn cái giường của bệnh tật nó chở anh chị em, hay là anh chị em muốn vác nó đi ra trong sự chữa lành của Chúa? Hãy vùng dậy trong ngày hôm nay, tiến lên để nhận sự chữa lành của Chúa. Vùng dậy để xây dựng. Nehemi 2 câu số 20: Tôi trả lời với chúng rằng Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công. Chúng tôi là đầy tớ của Ngài sẽ khởi công xây dựng lại. Nhưng các ông thì không có phần hoặc có quyền lưu dấu gì ở Jerusalem cả. Nehemi từ phương xa trở về, xây lại tường thành của Jerusalem. Ông gặp sự chống đối của những con người, những cái đảng mà chúng ta thấy tại đó. Nó nhân danh nó là người Do Thái chánh gốc, chống đối. Rồi cái tường mà Nehemi với những người dựng lên lại đó, một con cáo nó nhảy qua cũng sập. Họ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn, nhưng mà Nehemi đã quyết định vùng dậy và xây dựng trở lại. Anh chị em, có nhiều tiếng nói nó có thể nói với anh chị em: đừng cố gắng nữa, chuyện nó trễ rồi. Con cái nó hư thì nó cũng đã hư rồi. Anh chị em yêu dấu, không có gì là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Nếu Ngài có thể bắt phục một cái tên khủng bố hội thánh của Ngài trong nháy mắt và biến cái người đó trở nên người giảng về Ngài trong 3 ngày, Đức Chúa Trời Ngài có thể làm điều đó cho bất cứ một đứa con nào của chúng ta. Amen. Đừng nghĩ Đức Chúa Trời của chúng ta giới hạn, công việc của Ngài chỉ chút chút nhỏ nhỏ. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng dựng nên trời đất và vũ trụ này. Có cái gì là khó cho Chúa không? Ngài đang chờ chúng ta vùng dậy trong cái quyết tâm của chúng ta, để Chúa có cơ sở mà Ngài làm việc. Các lời tiên tri, lời của Chúa được rao giảng cho chúng ta như là một lời mời. Cho nên đây là những việc có thể xảy ra. Con có chịu bước vào không? Con có chịu vùng dậy không? Nếu chúng ta ngồi đó nói chuyện đó cho mục sư Khánh, nói chuyện đó cho mục sư Sam, chuyện đó cho các anh chị khác, còn tôi đi nhà thờ cố gắng giữ đạo cho trung tín cho đến chết đủ rồi. Anh chị em, chúng ta sẽ chết ở trong cái điều mà chúng ta tin như vậy. Còn phần những người khác thì được phước. Ở đây Nehemi nói một câu rất là hay. Các ông cứ nói: chúng tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ khởi công xây dựng, nhưng các ông thì không có phần hoặc có quyền lưu dấu gì ở Jerusalem cả. Đức Chúa Trời Ngài đã cho tên của Nehemi được ghi lại. Các gia tộc mà đã đứng vào trong công việc xây lại tường thành Jerusalem được nhắc đến, được ghi ở trong sách để lưu dấu họ, sách kỷ niệm về công việc của họ, ghi danh họ. Còn những tên kia thì được viết đến là những người chống đối công việc của Đức Chúa Trời. Có công việc nào trong đời sống của bạn và trong vương quốc mà bạn phải thực hiện nhưng lại nản lòng không đeo đuổi không? Tôi cảm nhận được lời của Chúa nói: hãy vùng dậy và thử một lần nữa đi. Hãy mạnh mẽ và can đảm, đừng để kẻ thù hay những kẻ thù làm suy yếu thiền mệnh của anh chị em. Vùng dậy, tỏa sáng ra, vì ánh sáng đã đến trên chúng ta và vinh quang Đức Chúa Trời đã mọc lên trên chúng ta. Hãy trỗi dậy, đi vào thời đại mới. Anh chị em có thể nói: ô, những chuyện đó hồi xưa tôi có thử, tôi có làm rồi mà không có được. Anh chị em hãy nghe lời của Chúa một cách tươi mới trong Isaiah 43 câu 18-19: đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến những chuyện thổi trước. Này, ta sắp làm một việc mới, bây giờ nó hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn.
sa mạc mà Chúa cho có dòng sông chảy ra nữa đó, thì không có cái gì trong đời sống của chúng ta mà Chúa không làm được anh chị em. Hãy bước vào thời đại mới của công việc Chúa ngài đang làm. Nhắc anh chị em, chúng ta đang ở trong tháng đầu tiên của năm mới của lịch của người Do Thái. Năm nay, năm 1783 là năm của sự bồi hoàn. Cảm ơn Chúa. Satan nó cướp cái đứa con đó của chúng ta năm nay, nếu chúng ta vùng lên, Đức Chúa Trời sẽ đem cái đứa con nó trở về. Amen. Năm nay là năm mà trong từ của Do Thái, cái chữ xâm ạ, lời ảnh của một ông nhà giàu rượt theo cái người nghèo mà nói rằng tôi muốn cho anh tiền bạc. Năm của sự bồi hoàn. Thì những ai đã có những mất mát ở trong đời sống của mình, hãy vùng dậy ở trong ơn của Chúa và nói với Chúa rằng là Chúa, con sẽ tỏa sáng ra, con sẽ vùng dậy ở trong ơn của Ngài. Hôm nay con quyết định con vùng dậy để Chúa Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Vùng dậy để sở hữu tài sản của anh chị em. Những gì Chúa đã định cho chúng ta sẽ thuộc về chúng ta. Sáng Thế Ký chương 13 câu 10, 49 câu 17. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham, Đức Chúa phán với Abraham: từ chỗ con đang đứng, hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương đông tây nam bắc, tất cả vùng đất mà con thấy, ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi của con đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi của con đông như bụi trên đất. Nếu ai đếm được bụi trên đất thì cũng đếm được dòng dõi của con. Nào, hãy đi khắp chiều dài, chiều ngang và vùng đất, vì ta sẽ ban đất ấy cho con. Chúng ta nhớ bối cảnh này. Cái người cháu mà đi ăn ké trong sự kêu gọi của Chúa cho Abraham, đến một lúc bầy súc vật của họ nhiều quá, thì những người chăn chiên, chăn súc vật của họ có cái sự tranh chiến với nhau. Abraham gọi Lót đến và nói điều này không nên xảy ra, vì chúng ta là cốt nhục, chúng ta là gia đình. Con chọn nơi mà con sẽ định cư. Nếu là một người cháu biết điều, nó sẽ không, cậu là người được Đức Chúa Trời gọi con đi ăn ké, thành ra cậu chọn trước. Không, ông Lót đã chọn. Ông nhìn một cánh đồng xanh xanh, có một thành phố xa xa là thành Sodom và Gomorrah đó. Ông chọn trước. Với Đức Chúa Trời thì Ngài lại nói với Abraham và dạy cho ông nguyên tắc mà chúng ta cũng cần nên nhớ. Tôi có cái đặc ân để đứng ở trên cái ngọn đồi này, và người hướng dẫn cho chúng tôi là một sử gia của người Do Thái. Đây là chỗ mà tổ Abraham của chúng tôi đã đứng, và Đức Chúa Trời bảo hãy nhìn, nhìn cho đến khi nào mắt của ngươi có thể nhìn thấy, ta sẽ ban vùng đất này cho ngươi. Vậy cái ngọn đồi đó có thể nhìn 360 độ. Và thật như vậy, Đức Chúa Trời đã ban. Anh chị em, đây là nguyên tắc mà Chúa ngài muốn chúng ta thấy được. Chúa ngài bày tỏ ra mệnh lệnh của ngài, cho biết sự chu cấp của ngài, cho biết những gì có thể xảy ra, như là một cái chìa khóa để giúp cho chúng ta. Chúng ta thấy đến đâu, Chúa bạn chúng ta đến đó. Nên đến lúc chúng ta cần làm như Abraham ở tại đây, chúng ta để ý đến lời của Chúa ngài bảo ông này: hãy đi khắp chiều dài, chiều ngang và vùng đất, vì ta sẽ ban đất ấy cho con. Cảm ơn Chúa. Anh em nghe sứ đêm này có thấy được khải tượng gì cho đời sống mình không? Thấy tới đâu Chúa ban cho đó 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 anh chị em. Thì chúng ta thấy mình, những ngày còn lại của con ở trên đất này, con sẽ đi nhà thờ, ráng cố gắng trung tín cho đến chết. Anh chị em sẽ được điều đó. Nhưng mà những người khác sẽ được phước của Chúa, là những người thấy rằng, lại Chúa, con cảm ơn Chúa vì nếu hôm nay con qua đời, con biết con chắc chắn được lên thiên đàng. Nhưng mà trước khi con gần gặp Chúa, con muốn Chúa sử dụng đời sống của con để con sẽ mang thêm nhiều người nữa, hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người để đi với con vào vương quốc của Đức Chúa Trời, được lên thiên đàng với con. Anh em có thấy điều đó không? Con cháu của Abraham về thuộc thể
cũng như thuộc linh Chúa nói rằng ta sẽ làm dòng dõi của con đông như bụi trên đất. Nếu ai đếm được bụi trên đất thì cũng sẽ đếm được dòng dõi của con. Chúa muốn ban cho chúng ta rộng lớn lắm anh chị em. Ai muốn có nhiều con cái thuộc linh là những người mà chính chúng ta đã đưa họ đến với Chúa. Hãy đáp ứng lại. Ai muốn nói rằng lại Chúa, con muốn làm những người doanh nhân mà đệ tớ của Chúa đã nói trong đại hội đó. Có những doanh nhân ở trong VBC Houston này sẽ được Đức Chúa Trời ngày ban phước và sử dụng họ. Thì khi Chúa ngày làm xong công việc thì VBC Houston sẽ là chủ nhân của 1/3 đất của thành phố Houston này. Có ai bắt được cái lời tiên tri đúng không? Quá lớn anh xem. Đó là điều Chúa nghe tính làm. Như khi Chúa nghe nói với ông già chưa có một mụn con mà Chúa nói rằng dòng dõi của ngươi sẽ đông như bụi của đất. Và những điều quá cái sức tưởng tượng và sự suy nghĩ của chúng ta. Đức Chúa Trời làm được cho ông già Abraham, Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta. Vì sự rủa xả trên đời sống của chúng ta đã được Chúa Giê-xu Ngài gánh thay rồi, để chúng ta có thể bước vào và cùng hưởng phước lành của Abraham. Ai muốn trở nên những người mà Chúa sẽ ban phước trên chúng ta đến độ chúng ta sẽ cùng nhau làm chủ quyền cho 1/3 thành phố Houston này. Anh nhỏ nói mục sư với ông diễn giả chắc là ăn nhầm cái giống gì, nó bậy rồi. Anh chị em cứ ngồi cái chỗ đó, còn những ai nói với Chúa rằng là Chúa còn thấy. Con không hiểu hết nó sẽ xảy ra như thế nào. Như Abraham không hiểu thế nào mình đã già, tử cung của Sarah đã khô, mà lại có thể có được con cháu đông như sao trên trời, như các bãi biển. Thì chúng ta cũng nói với Chúa như vậy. Không việc chi là khó cho Chúa. Tôi muốn các anh chị em đó tiến lên phía trước đây, tôi sẽ cầu nguyện. Xin Chúa ngày sai gió bắc sẽ thổi vào để anh chị em sẽ có được những cái sự yểm trợ. Các anh em sẽ được những tài nguyên đang hiện tại đang giấu kín và Đức Chúa Trời sẽ sử dụng để thổi vào trong đời sống của anh chị em, thì anh chị em sẽ làm những con người đó. Amen. Có những ai muốn đời sống của mình được nới rộng, địa phận của mình được nới rộng, hãy tiến lên và chúng ta cầu nguyện nói rằng hãy Chúa con vùng dậy, con tỏa sáng ra, xin Chúa tiếp trợ cho con những điều để con có thể tỏa sáng ra trong ơn của Ngài. Cũng hãy tiến lên và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Những người khao khát, nhanh chóng anh chị em, chúng ta không có nhiều thời gian. Xin Chúa nghe ban phước. Xin Chúa nghe hành động ở trên chúng con trong thời gian này. Cả khen Chúa ở chúng con. Chúa thấy tâm lòng của chúng con. Chúa thấy các anh chị em chúng con không phải vì chúng con muốn giàu có riêng, nhưng mà chúng con ước mơ là qua cuộc đời của chúng con thế nào Chúa có thể ban phước để con có thể nhận được những tài nguyên của Chúa ban cho. Tôi thấy có những người hiện tại đang làm công cho người khác. Nhanh chóng anh chị em, trong một ngày rất gần đây, Đức Chúa Trời sẽ khiến cho anh em trở nên chủ nhân của cái tiệm, cái chỗ mà anh chị em đang làm việc. Vì Đức Chúa Trời ngày tìm thấy được tấm lòng muốn được Chúa ngày sử dụng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy dâng cho Chúa trong tay của Ngài cửa tiệm, doanh nghiệp của chúng ta. Đức Chúa Trời ngày sẽ làm cho nó lớn lên. Khi em bé dâng cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá, nó có bao nhiêu hết á, nhưng mà đưa vào tay của Đức Chúa Trời, đưa vào tay của Đức Chúa Giê-xu, nó đã trở nên bữa ăn mà cho hơn 5.000 người, đàn ông chưa kể đàn bà con nít, ăn no rồi còn thừa ra 12 giỏ đầy. Ngài có quyền làm công việc đó. Ngài có thừa quyền năng để làm công việc đó. Ngài sẽ ban phước ở trên chúng ta để đời sống của chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng. Cảm ơn Chúa. Có lời tiên tri rằng Chúa Ngài sẽ cho hội thánh của Chúa, chức vụ của chúng tôi, những cái vùng đất để chúng ta xây cất. Các anh chị em là những người có cái ước mơ cũng như là có cái tấm lòng của những người xây dựng đó. Anh em nắm bắt được Chúa Ngài ban phước, và tôi sẽ là người đứng ở trong đội ngũ của những người mà Chúa Ngài sẽ dùng để chúng tôi sẽ cùng với hội thánh
xây cất những tòa nhà, những trung tâm để có thể chăm sóc cho người già, cho trẻ em nghèo, có thể giúp đỡ cho chúng nó làm bài tập sau giờ học. Chúa ban phước cho anh chị em, và Ngài sẽ khiến cho ước mơ của chúng ta được thành sự thật. Vì ước mơ của chúng tôi cũng có một cái trung tâm để chúng ta nhận các em học sinh mà nó ra khỏi lớp học trước giờ cha mẹ của nó đi làm về, sẽ được trường chở thẳng đến trung tâm của chúng ta, dạy chúng nó làm bài tập, đủ homework, đủ mọi thứ. Chúng ta cho nó ăn một bữa ăn lỡ, lỡ buổi đó, một cái snack để giữ cho chúng nó trước khi chúng nó ra về. Anh chẳng biết có là quỹ của thành phố có cái ngân khoản để làm công việc này. Chúng tôi trong những ngày qua chỉ có thiếu người có khải tượng để có thể đứng và làm công việc đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đang sai gió của Ngài để đùa những người không đúng ở trong vị trí thì Chúa đưa họ đi đến chỗ khác. Và Đức Chúa Trời Ngài đang sai gió của Ngài để đưa đúng những người sẽ đứng chung với Hội Thánh của Chúa ở tại đây để làm thành những khải tượng mà Chúa Ngài ban cho đời sống cá nhân của chúng ta cũng như Hội Thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng tôi rất yêu mến anh chị em. Và biết ơn Chúa vì Chúa đã mang anh chị em đến đây. Tôi rất mừng bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đang làm công việc này. Còn một số đông nữa đang trên đường đến. Vì Đức Chúa Trời toàn định làm điều gì Ngài sẽ tiếp trợ. Từ nhân sự cho đến ân quyền của Ngài. Trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước trên tấm lòng của chị em con, tràn đầy ơn của Ngài. Sức giàu và say gió bắc đến thổi những tài nguyên và đời sống em con. Tuôn đổ ơn của Ngài, tài nguyên được đến. Chúa ban phước trên chị em con sẽ là chủ của nhiều mảnh đất ở trong những ngày sắp đến để xây dựng cho vinh quang của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Ban phước trên anh chị Đức sẽ trở nên một công ty địa ốc nổi tiếng và nhiều người được biết đến vì quyết định của họ bung dậy trong ngày hôm nay. Sai gió bắc của Ngài đến thổi vào Chúa Giấu, và gió nam cũng thổi vào để nới rộng biên cương, nới rộng đất của họ. Ở trong ơn của Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Đổ phước hạnh của Ngài xuống và chữa lành thân thể của bà Trinh ở trong thời gian này, bà Linh trong thời gian này, Chúa Giấu, và đem lại sự chữa lành ở trong ơn của Ngài, tất cả những gì cần thiết để bà có thể bung dậy khỏi giường bệnh của mình. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, chữa lành ở trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Ngài. Một người có khả năng để cầm bạc triệu ở trong tay của mình, xin Chúa Ngài ban phước và sức giàu để thì sẽ được Chúa Ngài sử dụng lớn hơn trong ơn của Ngài. Ban phước, ban phước, ban phước trên em con, Chúa Giấu, tuôn đổ quyền năng của Ngài, phước hạnh của Ngài vào để đời sống này được phước của Chúa và làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con cảm ơn Ngài. Đổ đầy trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài, đóng đầy, Chúa Giấu, cho đến chừng tràn ra trong ơn của Chúa, quyền năng của Ngài thể hiện để chúng con thấy khải tượng cũng như những bước sắp đến của đời sống của John sẽ được mặc khải ra trong quyết định cho đứng lên ở trong ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Ban ơn, Chúa Giấu, ban ơn, ban ơn ở trong ơn của Ngài để chúng con sẽ thấy có những công tác mà Thủy Dương sẽ giữ phân vào trong công việc của Ngài liên quan đến vấn đề chăm sóc những người già để họ có thể kinh nghiệm được sự chăm sóc một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Đổ ơn của Ngài, Chúa Giấu, sức giàu quyền năng của Ngài đổ vào trong tay này, gió bắc thổi ở trong ơn của Ngài, những tài nguyên, những của báo giấu ở trong kinh sẽ được lộ ra qua đời sống của ý trong ơn của Chúa. Đổ xuống cho giấu cho anh em con. Con thấy một bàn tay có thể quản lý được nhiều triệu bạc ở trong tay này. Xin Chúa Ngài ban ơn và bởi quyền năng của Ngài, Chúa Giấu, ban phước để ước mơ của anh em của con, tin lành của Chúa có thể được rao giảng ở trên quê hương của mình, sẽ được thực hiện ở trong những ngày sắp đến. Trong ơn của Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Rót đổ ơn của Ngài, quyền năng của Ngài thi thố, Chúa Giấu, để những điều mà Chúa Ngài đã đầu tư, đã ban phước trên đời sống này, tất cả những gì chết trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta tiên tri trong thời gian này, sống lại trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Những ước mơ, những khải tượng ở trên đời sống của người chị em này, sống ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Chúa say gió hơi thở của Đức Chúa Trời vào
ở trong những bộ xương khô trên cuộc đời của chị em con, để nó sẽ sống động ở trong ơn của Ngài. Ban phước cho dấu bởi ơn của Ngài, kinh nghiệm mà chị em con có được trong sự chữa lành của Chúa sẽ được nói ra, sẽ được làm chứng lại, để nhiều người sẽ được phước xuyên qua đời sống của chị em con. Chị Lý sẽ là người được biết đến, là người đã giới thiệu nhiều người đến với Chúa nhất ở trong những ngày sắp đến. Xin ban ơn và sức giàu đặc khả năng siêu nhiên, như chị có thể nói chuyện với một người Mỹ mà trong khi mình không nói được tiếng Anh nào, thì phải là sự ban cho phước hạnh là trong ơn của Chúa. Xin Ngài gia tăng công việc và sử dụng chị em con làm người giới thiệu, bởi vì ánh sáng của Chúa đã chiếu trên cuộc đời của chị em con, bao nhiêu tật bệnh đã được lành. Xin Chúa Ngài sử dụng chị em con cho vinh quang của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Father, I ask that you will continue to bless my sister. You heal her knees. You heal her ear. You heal her cancer. Lord, I ask that you will help her arise and shine. She will tell everybody that she knows the goodness of God, the healing that she received in her body, so they can come to you and receive their healing too. Bless her. Fill her afresh with your presence. We thank you, Lord. Tuôn đổ ban ơn để chúng con thấy những khả năng mà Chúa Ngài đã ban phước trên trang sẽ được Chúa Ngài làm cho nó gia tăng lên trong ơn của Ngài, trong ơn quyền của Ngài. Chúa dọc sử dụng ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa. Những gì đã chết hãy sống lại ở trong kinh chi, trong ơn của Ngài. Xin Chúa phú hơi thở vào và khiến cho đời sống của chị và kinh nghiệm sự tươi mới trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn bởi quyền năng của Ngài tác động và làm việc. Ban ơn để người mẹ này sẽ được ơn trước mặt Chúa, có một mối thông công liền lạc với Ngài để nuôi dưỡng con ở trong nhà của mình bằng gương, bằng đời sống, bằng mối quan hệ của mình với Chúa, để cháu lớn lên cũng sẽ trở nên một khí cầu hữu dụng ở trong nhà Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, đổ xuống một cách mạnh mẽ Chúa dấu ơn quyền của Ngài ở trên trang. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúa ban phước trên con trong ơn của Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Những ngày của buồn tuổi khổ nhục qua đi, những ngày của sự vui mừng, của bình an, của phước hạnh, của được Chúa cất nhắc đã đến ở trên đời sống của cô Thủy. Hãy vùng dậy, hãy vùng dậy từ những chỗ thiếu thốn của mình mà trở nên một người sống ở trong sự phong phú dư dật của Chúa ban cho. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. Nhận, nhận để rồi gia đình của mình sẽ được phước lầy ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Rót đổ trên chị em con ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Em Chúa tiếp tục ban ơn trên đôi tay này. Có thấy người có thể cầm giữ bạc triệu ở trong tay để có thể đầu tư cho công việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời tại nơi mà Chúa Ngài đặt để. Cảm ơn Chúa. Sẽ có những người từ Houston được sai phái lên New York để làm những công tác Chúa giao phó. Tôi cảm nhận Chúa sẽ dùng cô để sẽ hoan nghênh họ, giúp đỡ họ, để họ có những phương tiện để có thể hầu vị Chúa ở trong những ngày tại New York, ở trong ơn của Chúa. Ban ơn trên em con để với phước hạnh từ nơi Ngài, môi miệng sẽ được sử dụng để giới thiệu cho nhiều người nữa biết về tình yêu của Chúa và quyền năng của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Đổ đầy ở trong ơn của Chúa. Một lần nữa Chúa giấu ban ơn để đôi tay này sẽ quản lý bạc triệu ở trong những ngày sắp đến, để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Đổ xuống Chúa giấu những gì đã mất. Năm nay là năm của sự phục hồi ở trong ơn của Ngài. Năm nay là năm hoàn trả ở trong ơn của Chúa. Xin ban phước để cho em con lại sẽ được Chúa Ngài ban ơn. Cảm ơn Chúa. Chị đã từng biết đến những ngày của vinh quang, Chúa Ngài sắp làm lại. Hãy đón nhận là trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Bởi quyền năng của Ngài, Chúa giao tác động và làm việc, để chúng con thấy anh em con sẽ được Chúa Ngài sử dụng hay trong mức độ lớn hơn trong ơn của Ngài, trong khả năng quản trị, để có thể làm những
project lớn hơn cho vinh quang của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Đổ đầy con sai gió của hướng Nam thổi vào trong cuộc đời của Hải, tiếp tục để nới rộng biên cương, nới rộng đời sống của Hải trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa, xin tuôn đổ ơn quyền của Ngài và sử dụng cuộc đời của Như để có thể mở mang công việc của nước của Chúa. Và trong ơn của Ngài, cảm ơn Chúa với quyền năng của Ngài. Chúa giọng dẹp đi hết tất cả những lăng nhăng, những gợn sóng ở trong cuộc đời của Như. Tất cả sẽ là bình yên trong phước hạnh của Chúa, để rồi có thể thấy được và bước vào thiên mệnh mà Chúa Ngài đã dành cho, khi Chúa Ngài dành và kéo gia đình của Như Hải về BBC Houston này. Chúa có chỗ cho họ, là Chúa xin tiếp tục mặc khải hướng dẫn. Ở trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Ban phước Chúa giàu bởi ơn của Ngài. Anh chị Quỳnh Quốc Dũng, Loan sẽ được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao càng hơn ở trong ơn của Chúa, để quản lý các thứ ơn của Ngài một cách tốt đẹp và trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, là Chúa những gì đã mất trong đời sống của họ, năm nay là năm của sự bồi hoàn. Xin bồi hoàn cho họ một cách phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Là Chúa giấu, chúng con cảm ơn Ngài vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Để chị em con, chúng con cảm ơn Chúa. Tôi thấy Chúa Ngài sẽ ban ơn trên chị, tay của chị sẽ cầm bạc triệu trong những ngày sắp đến. Và Chúa Ngài đã cứu chị trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Chúa muốn sử dụng kinh nghiệm của chị để giúp cho nhiều người nữa. Chúa ban phước trên đời sống của chị em con, để qua đêm sẽ trên người được Chúa Ngài ban phước về phước hạnh của tài chánh một cách lớn lao, Chúa giọng, để tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa cho Cần Thơ và vùng phụ cận. Chúng con ngợi khen Ngài. Ban phước ở tại đây, Chúa Ngài đã đem Joseph đến trước để cứu gia đình của mình. Là Chúa ban phước để chị em con sẽ nhận được phước hạnh từ nơi Chúa, và cả gia đình gia tộc cũng sẽ được phước của Chúa xuyên qua cuộc đời này. Chúng con ngợi khen Ngài. Đổ đầy ơn quyền của Ngài, gió bắc thổi ở trong ơn của Chúa. Chị em con sẽ nhận được những của báo đang giấu ở trong chỗ kinh nghiệm. Nhưng Chúa Ngài sẽ mở ra và cho chị em con có thể thấy và hưởng được ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chị sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn từ những gì đang giấu kín mà chị chưa thấy. Chúa Ngài sẽ ban ở trong ơn của Ngài. Vì Chúa thấy được tấm lòng của chị. Hãy dâng trọn tấm lòng của mình và giữ tấm lòng của mình trọn vẹn cho đến khi Chúa Ngài thấy rằng Chúa có thể tin chị được khi giao cho chị một số tiền lớn mà chị không ngã lòng, không hư hỏng, nhưng sẽ trung tín quản lý ơn của Ngài cho đời sống của mình, để nhiều người được phước xuyên qua đời sống của chị. Hallelujah. Rót đổ Chúa giao ơn của Ngài bởi quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con bố năm nay năm của sự hoàn trả sẽ thể hiện trên đời sống của Quỳnh Giao. Chúng con sẽ thấy những điều mất sẽ được phục hồi trong ơn của Ngài. Ban phước cho dấu đổ ơn của Ngài một cách dư dật ở trên chị em con. Ở trong ơn của Ngài, Chúa giọng, những gì đã từng hoạt động một cách nhanh chóng trong việc những người thân thương của mình được giới thiệu với Chúa, được cứu một cách nhanh chóng, nó đã bị dừng lại. Xin lại Đức Chúa Trời, chúng con ban ơn. Chị em con trỗi dậy, thì xin Chúa Ngài khiến cho đời sống chị em con được tỏa sáng, thu hút những người thân thương trong gia tộc của mình sống quay trở lại với Chúa, để họ được vững vàng trong Chúa trước ngày Chúa Ngài trở lại. Chúng con cảm ơn Ngài, đổ đầy ơn của Ngài trên đời sống chị em con. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Ngài, xin Chúa Ngài ban phước Chúa giọng, để bởi ơn của Ngài, Chúa Ngài ban ơn để anh em con có thể quản lý được những vùng đất mà Chúa Ngài ban cho, và khả năng mà Chúa Ngài ban cho, kinh nghiệm mà Chúa Ngài ban cho trong việc làm kinh doanh, thì Chúa Ngài sẽ ban phước một cách đặc biệt, Chúa giọng, để anh Dũng cũng sẽ là những người cầm bạc triệu ở trong tay của mình ở trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi Ngài, ban phước Chúa giọng. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa vì những gì Chúa toan định làm. Con nghe mà lòng con tràn vui mừng khi nghe lời của Chúa đến ở trên chị Thu. Xin Chúa Ngài sức dầu và ban ơn để chức vụ cầu thai của chị sẽ được Chúa Ngài làm cho được ứng nghiệm một cách nhanh chóng, một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Và lại Chúa, xin Ngài mở các kho báo
tuôn đổ ơn của Ngài xuống để ước mơ của chị giúp đỡ cho những người ở tại Việt Nam cũng sẽ được Chúa Ngài làm thành ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khi Ngài rót đổ một cách đầy dẫy trong ơn của Ngài. Gió phía Bắc thổi vào trong đời sống của chị Dương Ngọc Thu ngay trong thời giờ này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ngợi khen Chúa. Đông đầy Chúa dạy ban ơn trên đời sống anh em con. Nguyện xin Chúa Ngài cứ ban phước và dẫn dắt. Thằng Tập sẽ kinh nghiệm được ơn của Ngài càng hơn để có thể đứng vào đội ngũ của những người san sẻ phước hạnh của Chúa cho nhiều người. Chúng con cảm ơn Ngài cho dấu tiếp tục sức giàu ban ơn và sự dùng dạy của cặp vợ chồng này. Cha ban phước, ban phước. Cảm ơn Chúa. Chúng con công bố gió đông sẽ thổi ở trên cuộc đời của Tâm và Thiện Ân, để có những kết nối, có những tình bạn. Nó sẽ tạo nên những xa lộ thuộc linh chạy qua chạy lại trên những người mà Tâm và Thiên Ân tiếp xúc, để kéo họ vào trong làn sóng và sự vận hành của Đức Chúa Trời, trong ơn của Ngài. Tiếp tục Chúa Giáo mở những cánh cửa, những tình bạn, những người thân quen, những kết nối. Gió đông thổi vào trong đời sống của cặp vợ chồng này Chúa Giáo, để họ sẽ là những cầu nối cho những mối liên hệ sẽ có ảnh hưởng dài lâu cho công việc của vương quốc của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Ngài đã mang họ đến VBC Houston ở trong ơn của Ngài. Xin sử dụng họ cho thánh ý của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy Chúa Giáo cho đến chừng tràn ra cho nhiều người. Ban phước trên hôn nhân gia đình của họ nữa. Nhiều người sẽ nhìn thấy và nói rằng chúng tôi thèm có được một hôn nhân như vậy. Xin dời đi tất cả những gì ngăn trở và khiến kết nối lòng của cặp vợ chồng này thật khăng khít ở trong ơn của Ngài, để họ sẽ là những người áp dụng nguyên tắc không chơi bài toán trừ, bài toán chia nữa, nhưng mà sẽ bắt đầu bài toán cộng, bài toán nhân cho hôn nhân của mình, để nhân bội lên ở trong ơn của Chúa. Khi họ đứng riêng, hai người riêng biệt, nhưng đứng chung trong sự hợp việc Chúa, họ sẽ là một cá thể đặc thù mà không ai có thể khước từ được. Chúa ban phước và sử dụng họ cho vinh quang của Ngài. Lời khen Chúa. Ban phước trên bình an nó loan cho dòng. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã mang họ đến VBC. Cảm ơn Chúa về giá mà họ đã trả ở trong những ngày qua. Chúa ban thưởng. Cảm ơn Chúa. Tất cả những linh chống đối trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta truyền lệnh lui ra khỏi. Những linh tạo nên sự khinh thường trên đời sống của cặp vợ chồng này phải giờ đi. Nhưng mà sẽ là sự tôn trọng vì quyết định ngày hôm nay của Vĩnh An và Loan Chúa Giọng vùng dậy để tỏa sáng ra. Lại Chúa xin vinh quang của Ngài mọc lên trên họ, khiến cho cha mẹ, khiến cho những người thân thương nhìn thấy rằng họ là những người được phước và thu hút nhiều người đến với Chúa cho vương quốc của Ngài nữa. Chúng con ngợi khen Ngài. Ban ơn và sử dụng họ, cất nhắc họ ở trong ơn của Ngài để tỏa sáng ra trong ơn của Chúa bởi các thứ ơn mà Chúa Ngài ban cho. Chúng con ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa, xin ban ơn bởi quyền năng của Ngài Chúa Giáo tác động và làm việc. Thùy sẽ được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao trong ơn của Ngài để quản lý những số tiền mà quá sức tưởng tượng của Thùy nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, đổ xuống giàu, đổ ơn của Ngài và sức giàu cho việc quản lý tốt đẹp ở trong ơn của Chúa, đổ xuống trên phương nữa Chúa Giáo. Ơn quyền của Ngài để đời sống sẽ được tỏa sáng ra. Những gì mà bên nhà chồng đã xem thường về đức tin của Phương, chúng con công bố năm nay là năm của sự hoàn trả. Họ sẽ nhìn thấy và họ sẽ được thuyết phục Phương là con cái của Chúa. Chúng ta ban phước để những người ở trong gia đình sẽ đều nhìn nhận điều đó. Không có một thần nào trừ ra Đức Chúa Trời mà Phương thờ phượng. Chúng con ngợi khen đổ đầy cho đến chừng tràn ra cho người xung quanh. Ngợi khen Chúa chúng con. Ban phước ở trong ơn của Ngài Chúa. Đổ đầy ơn quyền của Ngài
lại Chúa để phước hạnh của Ngài đổ xuống trên Joe, trên Kim sẽ là dư dật đến mức độ mà chúng con thấy rằng họ có thể ban cho một cách rời rộng vì tài nguyên mà Chúa ban cho, gió bắc thổi trên cuộc đời của Joe và Kim ngay trong thời giờ này. Những của báo dấu kín sẽ được bày tỏ ra ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài, đổ đầy Chúa dòng ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa sắp lại trật tự trong đời sống này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con công bố năm nay là năm của sự hoàn trả. Những gì người ta đã cướp đi của bãi sẽ được hoàn trả lại cho bãi ở trong ơn của Ngài. Những gì tưởng đâu mất sẽ được bồi hoàn lại trong ơn của Ngài. Những đứa con tưởng như mất sẽ được kéo về trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài thương xót, giá ơn điển một cách đặc biệt Chúa dạy, để bãi có thể đứng vào trong vị trí này, đáng lý chồng của bãi. Nhưng lạy Chúa, Đức Chúa Trời, chúng con là Ngài là đứng thấy, và xin ân điển của Ngài đổ xuống một cách đặc biệt ở trong vị trí này, để bãi có thể đứng vào trong vị trí để có thể nhận phước lành cho gia đình của mình ở trong thời gian này. Lạy Chúa, xin Ngài làm việc để tất cả mọi việc trong đời sống của bãi và gia đình sẽ được phục hồi một cách trật tự trong ơn của Chúa. Lạy Chúa, xin sai gió của Ngài khiến cho dẫn bước Chúa dọc, để những gì đang bối rối, đang hỗn loạn sẽ trở nên trật tự ở trong gia đình của bãi. Chúng con ngợi khen Ngài, đổ xuống một cách dư dật ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa, đông đầy Chúa dọc phước hạnh của Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tiếp tục ban ơn, và chúng con thấy được đôi tay này có thể cùng với chồng của mình để quản lý bạc triệu ở trong những ngày sắp đến. Xin ban ơn Chúa dọc để chúng con thấy bởi ơn của Ngài, quyền năng của Ngài tác động, và chị em con sẽ được Chúa Ngài ban cho có sự khôn ngoan, rời rộng đối với công việc của vương quốc của Chúa. Những hạt giống ân tình đã được gieo ra sẽ là lúc mà gia đình này, anh Cường và chị Linda sẽ gặt lại ở trong ơn của Chúa. Con cái cũng sẽ được phục hồi trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah, chúc tụng Chúa. Quyền năng của Ngài tác động, phước hạnh của Ngài bày tỏ ra trên cuộc đời của Ngọc Chúa Giọng. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì sự cất nhắc ở trong tâm linh đã đến. Bây giờ Chúa tiếp tục được thể hiện ra trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Ban ơn, con thấy đôi tay này cũng là tay có thể cầm được bạc triệu ở trong tay của mình. Ban ơn trên doanh nghiệp, ban ơn trên công việc làm. Ban ơn Chúa giáo để chúng con thấy phước hạnh của Ngài bày tỏ ra. Gió bắc thổi trên cuộc đời của Ngọc, thổi Chúa giáo để những điều dấu kín, những phát minh, những phương pháp mới mà Chúa Ngài ban cho sẽ tạo nên nhiều của cải ở trong những ngày sắp đến. Đổ xuống ở trong ơn của Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, đổ đầy cho đến chừng tràn ra cho người xung quanh, ngợi khen Chúa. Ban ơn trên gia đình này Chúa giáo, để có thể nhanh chóng có thể thích nghi với cuộc sống ở tại Mỹ này, và ban phước Chúa giáo gia đình này. Anh Khanh, anh Hương sẽ là những người được Chúa Ngài ban phước một cách đặc biệt, để gia đình này Chúa giáo có thể kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa Ngài ban. Ý định của Ngài khi họ, Ngài mang họ từ Việt Nam sang đây không phải cho những việc trong những ngày qua, nhưng mà còn lớn hơn nữa. Chúng con cầu nguyện xin ý của Chúa sẽ được bày tỏ ra và sẽ thể hiện trên đời sống của họ trong những ngày sắp đến. Ban phước Chúa giáo để gia đình này sẽ làm một điểm sáng, một ánh bình minh thu hút sự chú ý của cả gia tộc. Người ta nhìn và biết rằng kể từ khi họ tiếp nhận Chúa làm Chúa, làm chủ đời sống, Chúa Ngài đã ban phước trên đời sống của họ như thế nào. Chúng con ngợi khen Ngài, đông đầy cho đến chừng tràn ra cho người xung quanh, ngợi khen Chúa. Chúng con hallelujah, chúc tụng Chúa trong phước hạnh của Ngài, trong ơn của Chúa, quyền năng của Chúa tác động trong ơn của Ngài. Và Chúa, con amen với đầy tớ của Chúa về lời tiên tri ước mơ của Yến 12, 15 năm về trước sẽ thành hiện thực. Chúng con công bố gió đông thổi, tài sản, cơ sở sẽ được giao vào trong tay này, trong ơn của Ngài, về làm nên những của cải lớn lao trong ơn của Ngài. Ban phước Chúa giáo trên em con, bởi ơn của Ngài sẽ được Chúa Ngài sử dụng ban ơn để cùng với vợ của mình cầm bạc triệu trong tay trong những ngày sắp đến. Vì những gì Chúa Ngài ban cho trên gia đình này, chúng con cảm ơn Ngài, đổ xuống trong phước hạnh của Ngài để quản lý một cách tốt đẹp các thứ ơn của Ngài. Ngợi khen Chúa chúng con. Chúng con bố năm 5783 này, năm của sự hoàn trả. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ,
Satan và các quỷ dữ nghe đây. Những gì mà ngươi đã cướp từ đời sống mẹ và đem và trả lại một cách đầy đủ trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Cơ nghiệp mà Đức Giê-hô-va đã ban cho gia đình này, cho người mẹ này, là con cái, là hậu tự, phải được hoàn trả lại trong ơn và quyền của Chúa. Là Chúa ban ơn, là chị em con trong ơn của Ngài, là Chúa trong quyền năng của Chúa, xin làm sống lại khả năng doanh nghiệp đã chạy trong dòng máu này, để chúng con thấy chị em con cũng sẽ là người được Chúa nghe sử dụng, có những phước hạnh từ nơi Chúa ban cho để yểm trợ việc giảng tin lành của Chúa cho những người lạc mất. Là khen Chúa chúng con, ban ơn để đôi tay này trở nên một cuộc đời có thể quản lý nhiều ơn nữa của Chúa về tài chánh cũng như các phước hạnh của Ngài để làm nguồn phước cho nhiều người. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa chúng con cho dấu ban ơn bởi quyền năng của Ngài. Chúa thấy tấm lòng, Chúa thấy tấm lòng của Nhật, Chúa thấy ước mơ của Nhật. Xin Chúa tiếp tục. Chúng con công bố trong thời giờ này, gió bắc thổi vào đời sống của Nhật. Những của báo đăng dấu kinh, sự vén màn, sẽ có những lời mời đến và sẽ thấy được những của báo dấu kinh để đổ vào đời sống này, cho tiếp tục đông thêm, cho thêm đông đầy, để tiếp tục làm nguồn phước cho ra. Ở trong ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, cả thuộc linh lẫn thuộc thể, ban ơn trong quyền năng của Ngài, trong sự sức dậu của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con tin rằng năm nay cũng là năm của sự chuyển giao. Ở trong ơn của Chúa, xin Chúa nghe ban ơn để ước mơ của Nhật nhìn thấy người cha thuộc linh của mình vận hành ở trong ơn quyền của Ngài. Áo ước muốn được điều đó, lại Chúa xin chuyển cho Nhật ở trong thời giờ này để cũng sẽ trỗi dậy ở trong ơn của sự chữa lành, ở trong ơn để chia sẻ lời của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa và ban phước trên chị em con ở trong ơn của Ngài. Thì chúng con thấy bởi sự vùng dậy này, Chúa sử dụng chị em con ở trong ơn của Ngài, để chúng con thấy nhiều người được phước ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Năm nay là năm của sự bồi hoàn những gì đã mất, những gì đã bị lấy ra khỏi đời sống của chị em con. Chúa ngày đem trở lại và đóng đầy một cách dư dật, Chúa dẫn luôn luôn sẽ là tươi mới, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngày làm việc bởi ơn của Ngài, nới rộng đời sống chị em con, biên cương của đời sống chị em con trong ơn của Chúa. Sai gió của Chúa thổi để chúng con thấy các mối liên hệ, các mối quan hệ như là những cầu nối trong những ngày sắp đến sẽ làm việc và qua cuộc đời này, Chúa giáo nhiều người sẽ được phước của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa chúng con, quyền năng của Ngài tác động và làm việc. Cảm ơn Chúa vì ý định mà Chúa ngài muốn làm trên đời sống của Trần và trong ơn của Chúa. Chúa cho một sư thấy con như là một cái vương miện ở trong tay của Chúa, sẽ sử dụng đời sống của con để có thể đem lại sự sang trọng. Những người xung quanh của con tiếp xúc với con, kể từ ngày hôm nay, họ sẽ trở nên những người sang trọng bởi vì Chúa vì con mà ban phước cho họ. Như Chúa vì Joseph mà làm cho gia đình của Potipha cũng được phước lây. Ở trong ơn của Ngài, xin Ngài ban phước, xin Ngài ban phước để sự sức dầu của Chúa sẽ tuôn đổ qua cuộc đời này, Chúa giọng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài lấy, cảm ơn Chúa vì sự tôn trọng, vinh hiển làm mão triều đội cho Trân ở trong ơn của Chúa. Những ngày bị xem thường qua đi trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả những điều mà giới hạn trong những ngày qua được dời đi bằng sự đông đầy của Chúa. Ba của con được cứu chỉ là một kết quả đầu tiên mà thôi. Và trong những ngày sắp đến, cả gia đình rồi dòng họ nữa sẽ được cứu xuyên qua cuộc đời của con. Cùng dậy và tỏa sáng ra trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa chúng con. Chúc tụng Ngài, chúc tụng Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Đông đầy Chúa dẫn đời sống của Loan trong những ngày này. Tiếp tục Chúa dẫn ban phước, ban phước ở trong ơn của Ngài. Con thấy thêm một đôi tay nữa có thể cầm bạc triệu ở trong tay, không phải xài riêng nhưng cho sự mở rộng của vương quốc của Đức Chúa Trời.
gió bắc thổi, đem những của báo đang giấu kín được bày ra. Những gì ở phía sau sẽ được đẩy lên phía trước. Và trong ơn của Ngài, chúng con sẽ thấy có một sự thăng tiến lớn lao trong đời sống của Loan, để có thể tiếp tục tài trợ cho công việc giảng Tin Lành của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Chúa. Hallelujah. Chúa ban phước trên đứa trẻ này, Jaden. Chúa ban phước trên con. The Lord bless you, Jaden. Because you're here today, the blessing of God begin to flow on your life. And it starts with the prayer that I pray for you at the funeral home. And I pray that God will continue to fulfill. You will be a young man grow up fearless. Fearless. And God will use you in a way to bring blessing to people around you. Thank you, Lord. Father, I pray for Jaden that you continue to watch over him. Filter his ears and his eye to see just enough, to hear just enough. Keep himself pure and ready to be used mightily in your hand. We praise you and we magnify you. Jaden, be blessed and be a blessing to thousands of people. Hallelujah. Chị giáo, chúng con cảm ơn Chúa về một con người nữa. Trong tay này có thể cầm mặt triệu. Sai gió bắt thổi vào cuộc đời của Liêm. Chúng con ngại cái ngại. Để những gì đã đầu tư bị mất mát, bị thiếu hụt, thì Chúa Ngài nhanh chóng bồi hoàn cho trong năm nay. Để bởi ơn của Ngài, Chúa giọng Ngài ban phước để chúng con thấy có một sự trở lại của con cái, sự trở lại của những gì đã mất. Trong ơn của Ngài và bởi quyền năng của Ngài, Chúa giáo ban phước để có những ý tưởng đến từ Chúa. Sai gió bắt thổi vào để những ý tưởng giấu kín, những của báo giấu kín sẽ được bày ra trong ơn của Ngài và bởi ơn của Chúa. Chúng con sẽ thấy những điều lớn lao xảy ra ở trên cuộc đời của Liên. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì vị trí mà Chúa đã đặt cho Liên ở trong vương quốc của Ngài. Liên hãy trỗi dậy và bước vào trong vị trí đó, để Đức Chúa Trời có thể ban phước và sử dụng ảnh hưởng của đời sống của Liên cho vương quốc của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Đổ đầy cho đến chừng tràn ra cho muôn người, chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục Chúa giấu sai gió bắt thổi vào cuộc đời của anh em con. Những của báu còn giấu kín sẽ mở ra trên đời sống của anh Cường Danny, ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Đôi tay này sẽ quản lý nhiều triệu đồng hơn trong những ngày sắp đến. Chúa đã thấy anh tài trợ cho việc giảng Tin Lành của Chúa ở trong mức độ hiện tại. Đức Chúa Trời của chúng con là Đấng đã bày tỏ chúng con trong nguyên tắc của Ngài, trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho việc lớn hơn. Là Chúa, chúng con công bố sự tin cậy cất nhắc mà Chúa Ngài đã hứa trong lời của Ngài. Chúng con sẽ thấy những con người lân cận sẽ được kéo đến với ánh sáng mà Chúa Ngài đã chiếu trên cuộc đời của anh Cường. Rồi vua, những người có chức quyền, chủ của các công ty, những người mà Chúa Ngài ban phước trên cũng sẽ được thu hút đến với ánh sáng mà Chúa đã chiếu trên cuộc đời này ở trong ơn của Ngài. Chúng con cũng muốn một sự mở rộng ở trong ơn của Chúa, một cách mở rộng ở trong ơn của Ngài, để những ngày sắp đến anh em con có thể quản lý càng hơn với những mức độ lớn hơn. Vì Chúa đã thấy ai trung tín trong việc nhỏ, chúng con công bố rằng anh sẽ cai trị những cái thành ở trong những ngày sắp đến ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Tuôn đổ Chúa giáo phước hạnh của Ngài ở trong ơn của Ngài. Chúng con công bố một lần nữa, năm nay là năm của sự bồi hoàn. Tất cả những gì mà thế giới tối tăm đã cướp, đã trộm đi của đời sống của Bùi Thiện Tâm phải được bồi hoàn trong ơn của Chúa. Niềm vui và thấy cơ nghiệp mà Chúa giao ở trong tay của mình sẽ được hoàn trả ở trong tay của mình, ở trong ơn của Chúa, hành động Chúa giao.
sai phái lời của Ngài, làm việc và làm thành ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tiếp tục Chúa Giêsu thổi gió đông vào ở trong đời sống của anh Tâm. Để chúng con thấy người anh em này sẽ là những kết nối diệu kỳ mà Chúa Ngài cho trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa, những nhịp cầu này sẽ đem lại những ảnh hưởng lớn hơn vô cùng trong những ngày sắp đến. Sức dầu và ban ơn đến em con có thể kết nối với nhiều người nữa trong ơn của Ngài Chúa Giêsu, để chúng con thấy sẽ có những điều lớn lao xảy ra xuyên qua cuộc đời này. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa, đổ quyền năng của Ngài, phước hạnh của Ngài trên tay này. Ngày hôm nay con đang làm việc cho một công ty. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin khiến John sẽ làm chủ một công ty trong những ngày sắp đến. Sức dầu và ban ơn Chúa Giêsu. Để bởi ơn của Ngài sẽ có một sự cất nhắc vượt trội trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Những sáng kiến ơn của Ngài bày tỏ và chúng con thấy những việc lớn sẽ xảy ra trong ơn của Chúa, rót đổ trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tiếp tục Chúa Giêsu thổi gió bắc vào trong đời sống này ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng con công bố năm nay năm của sự bồi hoàn. Tất cả những gì đã mất sẽ được hoàn trả lại cho đời sống này. Tất cả những gì đã bị cướp đoạt, trả lại cho đời sống này ngay giây phút này ở trong những ngày sắp đến, trong quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin ban ơn. Chúng con thấy một đôi tay nữa có thể quản lý bạc triệu ở trong tay của mình. Xin ban phước, xin hành động ở trong ơn của Ngài Chúa Giêsu, và sử dụng cho em con cho vinh quang của Ngài trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúa ban phước trên tấm lòng của đứa trẻ này Chúa Giêsu, trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa, mở khóa những gì đang khóa chặt ở trong tâm trí của nó. Xin công bố Max sẽ kinh nghiệm một thời điểm mới trong cuộc đời của mình. Đức Chúa Trời của chúng con đặt lời của Ngài vào trong môi miệng của Max. Và trong những ngày sắp đến chúng con sẽ thấy có một sự chuyển đổi phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Đông đầy Chúa Giêsu trong ơn của Ngài và quyền năng của Chúa, để có thể đem lại phước hạnh ở trong ơn của Chúa, để nhiều người được phước xuyên qua đời sống này. Chúng con ngợi khen Ngài. Nhiều người nữa ở trong ơn của Chúa, những gì mà những người thân thương gia tộc đã xem thường đời sống của Sơn, Chúa Ngài làm việc kể từ ngày hôm nay. Khi anh quyết định vùng dậy và tỏa sáng, thì Chúa Ngài sẽ khiến cho những người trong gia đình trong dòng họ sẽ nhanh chóng Chúa Giêsu được thu hút đến với ánh sáng mà Chúa Ngài đã chiếu lên trên cuộc đời của anh. Và trong những ngày sắp đến, anh mở miệng ra làm chứng, thì người trong gia tộc của mình sẽ là người lắng nghe một cách chăm chú và đón nhận những điều Chúa Ngài ban phước xuyên qua đời sống này. Chúng con cảm ơn Ngài sức giàu, ban ơn Chúa Giêsu, để có thể chia sẻ, để có thể khích lệ, đem tin lành cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người. Chúng con cảm ơn Ngài, ban phước Chúa Giêsu. Để ước mơ anh em con trong chuyến đi về Việt Nam lần này và ở lại để thăm viếng những người trong gia đình sẽ là một chuyến truyền giáo đúng nghĩa của nó. Đi đến đâu thì những người thân thương, những người mình tiếp xúc sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi đến đó. Chúng con cảm ơn Ngài sức giàu và ban ơn Chúa Giêsu một sự gia tăng trong ơn của Chúa, trong mức độ mà Chúa nhà gia đình. Cảm ơn Chúa. Chúng con công bố bởi quyền năng của Ngài, sự sức giàu của Ngài. Cảm ơn Chúa mà gió Tây sẽ đem đến Chúa Giêsu, để chúng con sẽ thấy một mức độ thì tiếng vang ầm như là tiếng của sông lớn, của vực nước lớn, của biển cả, và tất cả như là biển người cũng sẽ được đưa đến với Chúa xuyên qua cuộc đời này, bắt đầu từ những kết nối với những người thân thương của mình, rồi cứ lan tỏa ra cho nhiều người khác, người này ảnh hưởng đến người khác, thì chúng con sẽ thấy một làn sóng lan rộng ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi Ngài. Cảm ơn Chúa, gió của Chúa tiếp tục thổi vào Chúa Giêsu, đem lại phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa trong ơn của Ngài, bởi quyền năng của Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những gì đã bịt miệng Trần Văn Đức rời khỏi đời sống này ngay trong thời gian này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, bởi quyền năng của Ngài, xin Chúa Ngài hành động, Ngài làm việc. Lạy Chúa, trong tình trạng bối rối hiện tại của gia đình, của vợ con, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, trong thời gian này Chúa Ngài khiến cho tất cả đều sẽ trật tự trở lại. Chúng con công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả đều sẽ trật tự trở lại. Xin Chúa sức dầu và ban ơn, thì chúng con thấy
trật tự của gia đình này được hoàn chỉnh để rồi Chúa Ngài có thể đổ phước của Ngài xuống ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Ơn quyền cần thiết để có thể được Chúa Ngài sử dụng và đại dụng, đổ lại ở trên đời sống của Đức ở trong ơn của Ngài Chúa Giê-hô một cách tươi mới trong ơn của nguyện nguyện của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa một sự phục hồi lớn lao xảy ra trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Tiếp tục Chúa dọc trong ơn của Chúa, trong phước hạnh mà Ngài ban cho. Xin Ngài hành động. Chúng con tin đang có một sự chuyển đổi ở trong bầu không khí thuộc linh của đời sống của Hiếu. Xin Chúa Ngài làm việc và trỗi ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Năm của sự chuyển tải ở trong ơn của Chúa. Chúng con xin Chúa Ngài làm việc. Hãy ơn quyền mà Chúa Ngài đặt để thần của Chúa đã vận hành trên đời sống và chức vụ của con. Xin Chúa Ngài đặt vào trong Hiếu, trong ơn của Ngài, để chúng con thấy sẽ có một sự cất nhắc ở trong đời sống tâm linh, để có thể tiến vào trong một vị trí được Chúa Ngài ban phước và sử dụng một cách rộng rãi hơn ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài chuyển tải cho dòng, chuyển tải vào cho đến chừng tràn ra. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chuyển tải trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tiếp tục Chúa dọc, tiếp tục. Để Hiếu sẽ mang tấm lòng của cha thuộc linh của mình và sẽ bước đi trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì vị trí mà Chúa cho đời sống của Hiếu trong công việc của hội thánh của Chúa ở tại đây. Tiếp tục Chúa dâu mở rộng. Chúng con sai gió thổi vào Chúa dâu để những điều cần phải được thấy một cách rõ ràng sẽ được rõ nét trong sự bày tỏ của Chúa, trong ơn của Ngài, để những chỗ của bối rối, của confusion sẽ được giải quyết và chúng con thấy những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Con nhân danh Chúa và chúc phước cho đời sống của Hiếu. Những chỗ mà đáng lý phải là người chủ gia đình, là Chúa gia ơn một cách đặc biệt, để con thấy sẽ có một sự bứt phá xảy ra ở trong ơn của Ngài, để các cháu trong gia đình cũng được phước của Chúa và dòng chảy Chúa dẫu. Xin Chúa Ngài làm việc, để rồi chúng con thấy gia đình này sẽ trọn vẹn cùng nhau hầu vì Chúa trong ý niệm ta và nhà ta sẽ phụng sự được sơ va. Chúng con ngợi khen Ngài. Đổ đầy cho đến chừng tràn ra, đổ xuống trên con cháu của mình ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúc tụng Chúa, chúng con đổ đầy cho đến chừng tràn ra cho người xung quanh. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Chúa ban phước trên con.